Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 1699, đấu pháp 3. Tất nhiên rồi, lẽ nào Ninh đạo hữu không muốn tích góp thêm chút gia sản cho gia tộc? Ngọc Bút Nho sinh mỉm cười nói. Khụ khụ. Lão thân không quan tâm chuyện có thêm mấy viên tiên ngọc, chỉ cần Ngọc đạo hữu có thể giữ lời hứa, giúp đỡ con cháu lão thân 500 năm là được rồi. Ninh bà lão ho khan một tiếng và nói. Điều này là tất nhiên rồi dù sao chúng ta đã ký kết tiên linh văn thư bản tọa tất nhiên sẽ không đổi ý ngọc bút nho sinh nói đồng thời lần này ngoại trừ ninh đạo hữu bản tọa còn mời cấp lão ma ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể làm tuyệt đối không sai sót tuyệt đối không thể sai sót ha ha tất cả đều là phản hư nếu đối phương có sở trường chạy thoát thân lão phu không nắm chắc được bao nhiêu phần đâu một bóng màu đen chẳng biết đã đi tới bên cạnh hai người từ bao giờ, một giọng nói già dặn vang lên. Đồng thời, trong khu khai hoang cấm nội đấu, nếu để người kia trốn thoát, chúng ta đều sẽ gặp phiền phức đấy. Bởi vậy, không để cho người kia trốn là được rồi. Trong tay Ngọc Bút Nho sinh hiện ra một cánh cửa cỡ nhỏ màu máu. Mời hai vị xem. Không ngờ là vật này. Ánh mắt cấp lão ma và ninh lão ẩu đều lập tức sáng lên kể từ đó đúng là tuyệt đối không thể sai sót. Tới rồi. Phương Tịch hóa thân thành người thanh niên mày kiếm bay nhanh, thần thức mạnh mẽ quét ngang. Hắn đã có thể cảm nhận được chút khác thường. Ở sau mình mấy trăm dặm có mấy con yêu thú kỳ lạ thuộc loại bướng, chúng đang truy tìm theo quỷ tích riêng giữa không trung. Là túi trữ vật kia. Xem ra không phải thịt hoang thú thì chính là gốc linh thực này. Ta rõ ràng chưa từng phát hiện ra có gì đặc biệt. Trong tu tiên giới có vô số kỳ công bí pháp, quả nhiên ta vẫn nên kính sợ, bằng không sẽ có ngày rơi xuống hố. Cũng may lần này phương tịch vốn chỉ câu cá, trái lại không quan tâm hơn thua. Đến cuối cùng, hắn thậm chí chủ động dừng động quan, nhìn về phía sau. Không lâu sau, một đám linh điệp bay lượn quanh hắn, hình như muốn chui vào túi trữ vật nào đó. Xem ra, chắc hẳn là cửu biến điệp lan kia. Nghe đồn nó có mùi thơm kỳ lạ, không ngờ cách túi trữ vật cũng có thể để lại dấu vết trong hư không, mới bị loại linh điệp này theo dõi. Phương tịch búng ngón tay. Từng con hồ điệp trong hư không bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, hắn cảm giác được ba thần thức phản hư đã phong tỏa mình. Vèo. 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 Ba động quan cùng tới, người đi trước là một nho sinh cầm bút ngọc trong tay. Các hạ rốt cuộc là ai? hắn nhìn thanh niên mày kiếm cấp hóa thần này, phát hiện mình vẫn không có cách nào nhìn thấy thấu được. Ba người các ngươi, quan minh chính đại giết người đoạt bảo, không sợ bản tọa báo lên la tiền bối sao. Phương tịch hừ lạnh một tiếng. Khụ khụ. Hôm nay ngươi có thể chạy thoát được hẳn nói. Ninh lão ẩu cười lạnh, quải trượng gỗ đen trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng lập lòe, phóng to như ngọn núi nhỏ, phóng ra từng trận gió đen kỳ lạ. Phương tịch dùng hai tay bấm pháp quyết, phía sau lưng mơ hồ hiện ra một ảo ảnh thần ma khủng khiếp nguyên khí thiên địa bị quấy động chân ma khí dồi dày được ngưng tụ hóa thành quỷ diện thuẫn dữ tợn trận gió lạ kia khiến các bay đá chạy đập ở trên quỷ diện thuẫn phát ra âm thanh nặng nề chân ma khí tu sĩ ma đạo phản hư sơ kỳ ánh mắt ngọc bút nho sinh lập tức sáng lên trước đây hắn đã mơ hồ suy đoán về thân phận của người này lúc này Hắn nhìn thấy người này quả nhiên là ma tu, lại càng chắc chắn hơn. Chắc là người kia, tu sĩ phi thăng không có bối cảnh gì. Nhưng hắn có thể chạy thoát thân thì quá lợi hại rồi. May là dạo này ta vừa khéo có bảo vật này trong tay. Trong lòng ngọc bút nho sinh trấn tĩnh, lấy ra một món bảo vật kỳ lạ. Đó là một cánh cửa cỡ nhỏ. Sau khi hắn rót tiên nguyên khí vào, nó không ngừng lớn lên, trên cánh cửa với phong cách cổ xưa đầy những chữ triện, ầm ầm mở ra vẫn mong hai vị đạo hữu lượt trận giúp ta. Ngọc bút nho sinh cười ha ha, chủ động tiến vào trong cánh cửa. Tiếp theo, phương tịch lại cảm giác được một lực hư không bao quanh mình. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, thiên địa đã biến đổi từ lâu. Dị bảo sinh tử môn. Cánh cửa này sẽ sinh ra một không gian kỳ dị, không được chủ nhân này ta cho phép, không ai có thể rời đi. Phương tịch phương đạo hữu, ngươi cảm thấy nó có thể làm mảnh đất chôn xương của ngươi không? đôi mắt ngọc bút nho sinh đảo qua nhìn phương tịch ôi quả nhiên thành thiên phạm vẫn có quá ít tu sĩ cao cấp mỗi người bị loại bỏ vẫn dễ lộ ra trên thân phương tịch có ma quang lóe lên hiện ra chân thân chẳng qua ngươi chỉ suy đoán sau khi giết ngươi diệt khẩu sẽ chặt đứt manh mối ồ thật lớn lối bút ngọc trong tay ngọc bút nho sinh lập lòe ánh sáng từng đường vân kỳ lạ trên đó phát ra linh quang kinh người Hắn đổi danh nhờ pháp bảo Bút Ngọc này, thật ra đó là pháp bảo bản mệnh thật sự lợi hại, lại che giấu một bảo vật thuộc về sách. Câu hồn sách. Từ trước tới nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ không biết bí mật này đã chịu thiệt trong tay hắn. Đối với phương tịch, thật ra tất cả những điều này đều chẳng là gì. Dù sao, hắn chỉ muốn tìm người thử uy lực của Ngũ Hỏa Thất cầm phiến mà thôi. Tu vi của Ngọc thư sinh là phản hư trung kỳ đỉnh phong, thật ra là một đối tượng thử nghiệm rất tốt. Về phần hư không của sinh tử môn, hắn thấy chỉ là một chuyện nực cười. Cho dù không mượn Chư Thiên Bảo Giám, với trình độ hư không của mình để thi triển các loại bảo vật hư không như phù lục hư không hoặc tỏa yêu tháp, vẫn có thể dễ dàng phá hỏng. Đương nhiên, lúc này còn có lựa chọn càng đơn giản hơn. Trong tay Phương Tịch có ánh sáng lóe lên, hiện ra một cái quạt lông bảy màu sặc sỡ. Ở trên quạt lông, linh áp mạnh mẽ bạo phát, từng chữ truyện hiện ra, tạo thành phù ấn các màu kèm theo tiếng kêu dài giống như trăm chim bái phượng vậy. Ngươi. Ngọc Bút Nho Sinh biến sắc, cảm giác được uy hiếp khủng khiếp. Hắn không hề nghĩ ngợi, tiện tay cầm bút ngọc vạch một đường, lệnh cho một trang sách đen ngăn cản trước người mình. Ở trong bàn tay hắn hiện ra một miếng ngọc phù. Ngọc phù này nhanh chóng thiêu đốt, hiện ra từng tấm lá trắng màu xanh lam trong suốt ở xung quanh Ngọc Bút Nho Sinh. Cho dù Ngọc Bút Nho Sinh bố trí nhiều thủ đoạn phòng ngự như vậy trong nháy mắt, cảm giác tai họa ập xuống đầu vẫn không hề giảm xuống. Đó rốt cuộc là bảo vật gì? Hắn nhìn quạt lông bảy màu trong tay Phương Tịch, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Mà lúc này, Phương Tịch cũng rót vào chân ma khí, quạt một cách về phía ngọc bút nho sinh. Chim chip Trong hư không, tiếng hàng nghìn con chim đồng loạt kêu lên càng to hơn. Một khí tức cực lớn tràn ngập xung quanh, khiến hư không không ngừng dao động. Dòng nước lũ bảy màu hiện ra, vô số hào quang bay lượn, hàng nghìn tia sáng màu vàng bắn loạn, từng ảo ảnh của các con linh cầm như thiên phượng, cung bằng, bạch hạt hiện ra, thần uy trấn áp vạn cổ cuốn về phía ngọc bút nho sinh. Ngoài sinh tử môn, xem ra ngọc đạo hữu đã đoán được thân phận của người kia, bằng không sẽ không đến mức trực tiếp ra tay, bảo chúng ta lượt trận cho hắn. Ninh lão ẩu ho khang một tiếng, chống quải trượng gỗ đen nói. Hì hì. Ngọc đạo hữu rất tiếc mạng, Sinh tử môn này chỉ hạn chế kẻ địch mà không hạn chế hắn, nếu không thể giải quyết được, hắn vẫn có thể nhanh chóng chạy ra. Cấp lão ma cười vài tiếng kỳ quái. Lão phu lo lắng là sau này Ngọc Đạo Hữu lấy lý do mình bỏ ra phần lớn sức lực, giám định mức của hai người chúng ta. Ninh lão ẩu lập tức biến sắc. Chuyện này rất đáng lo lắng. Xem ra lão bà tử và ngươi lại phải liên thủ một lần nữa rồi. Lão phu đang có ý đó vào lúc hai vị tu sĩ phản hư đang muốn trao đổi kỹ hơn về thỏa thuận hợp tác lại có biến cố khác thường xảy ra trên cánh cửa màu máu cực lớn kia bỗng nhiên hiện ra từng vết nứt có ánh sáng màu trắng bạc lộ ra qua khe nứt không tốt sinh tử môn có biến đổi cấp lão ma và ninh lão ẩu liếc mắt nhìn nhau bọn họ đang muốn đánh ra pháp lực để dẫn dắt sinh tử môn biến hóa đúng lúc này cách đó không xa có ánh sáng màu bạc lóe lên xuất hiện một người thiếu niên mặc áo bào xanh. Hắn có khí chất ôn hòa như ngọc, trên thân kèm theo sự tang thương của năm tháng. Một ấn nhỏ đen xì trong tay hắn bay lên không trung. Vô số long chương văn màu tím lập lòe xoay quanh người này. Còn có một vị phản hư khác. Cấp lão ma còn muốn nói gì đó, lại thấy đến trên ấn gỗ đen nhánh kia hiện ra ảo ảnh của một gốc cổ thụ cực lớn. Từ trên tán cây quét ra một huyền quang nào đó, kèm theo từng long chương văn màu tím vù huyền quang lóe lên thần thái trong đôi mắt cấp lão ma và ninh lão ẩu dần dần biến mất hóa thành hai thi thể rơi từ giữa không trung xuống xoẹt hư không bị nghiền nát hiện ra ảo ảnh địa tiên linh cảnh và mở ra một lỗ thủng kéo hai thi thể này vào trong đó linh vực mở phương tịch chấp hai tay lại trước ngực một chữ triện cổ xưa màu xanh lá hiện ra ánh sáng màu xanh sẫm không ngừng mở rộng bao phủ cả sinh tử môn vào trong đó ầm sau mấy lần hít thở sinh tử môn ầm ầm mở ra một bóng người chật vật chạy trốn cẩn thận quan sát sẽ phát hiện người đó là ngọc bút nho sinh chỉ là lúc này tóc của đối phương hơi xoăn giống như bị đốt bút ngọc trong tay cũng bị cắt thành hai đoạn Hoặc nhìn đặc biệt chật vật rắc rắc những vết nứt trên cánh sinh tử môn sau lưng hắn không ngừng lan rộng ra cuối cùng ầm một tiếng nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ Phương Tịch, ngươi không thể giết ta. Ta là tu sĩ trong biên chế của thiên phạm quân, ngươi giết ta chính là khiêu khích thiên phạm quân. Ngọc bút nho sinh tới tóc tai bù xù, đã mất đi can đảm đối địch với Phương Tịch từ lâu, hắn chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lại hiện ra sự tuyệt vọng. Bởi vì một tầng ánh sáng màu xanh mông lung đã cắt qua thiên địa, ngăn chặn đường đi của hắn. Không chỉ có vậy, trong hư không còn có từng sợi dây xích màu xanh muốn đâm vào trong cơ thể hắn cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sợi dây xích màu xanh kia không ngờ là do vô số những triện văn cổ màu xanh nhạt trong suốt lại mờ ảo tạo thành. Đây là lực áp chế giới vực của địa tiên linh cảnh. Điều càng khiến Ngọc Bút Nho sinh hoảng sợ hơn là mối liên hệ giữa hắn và nguyên khí thiên địa dường như đã địa tiên linh cảnh giống như cảnh không thực này chặt đứt. Ngươi sẽ chết, nhưng không có người nào biết được. Ngoại đạo hóa thân cầm ngũ hỏa thất cầm phiến trong tay, cười nhạo nói. Ngươi vẫn đang âm thầm truyền tin à vô dụng thôi. Ở bên trong giới này, bất kỳ tin tức nào của ngươi truyền đi đều sẽ bị chặn lại. Ngoài linh cảnh, hai tay bản tôn phương tịch chấp lại, kẹp lấy con cá nhỏ đen như mực kỳ lạ nào đó. Nó không ngừng di chuyển, vẫy cá hình như được tạo bởi vô số chữ viết. Nhưng lúc này, nó căn bản không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của phương tịch. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngọc bút nho sinh nhìn phương tịch, Cầm mắt chú ý tới quạt lông bảy màu đang phe phẩy trong bàn tay đối phương, trong lòng chợt kinh ngạc. Không ngờ ngươi có sản phẩm mô phỏng tiên phủ kỳ trân. Cho dù là đệ tử chân truyền nồng cốt trong tông môn hợp thể cũng chưa chắc có thể có đại ngộ như thế. Điều càng khiến hắn chấn động sợ hãi hơn là lực linh vực này, nó không ngờ ngăn cách nguyên khí thiên địa, đồng thời áp chế ràng buộc tu sĩ phản hư trung kỳ đỉnh phong như hắn. Người chết không cần suy nghĩ quá nhiều phương tịch phát hiện ngũ hỏa thất cầm phiến này vẫn dùng khá tốt bất luận đối thủ thi triển ra loại pháp bảo bí thuật thần thông nào ta chỉ cần quạt một cái ầm uhm. sau lưng của hắn hiện ra ảo ảnh chân ma mặt ma giáp tối đen từng luồng chân ma khí lại rót vào trong ngũ hỏa thất cầm phiến khiến từng phù ấn trên đó phát ra ánh sáng rực rỡ hắn lại quạt một quạt hào quang bảy màu hiện ra từng con linh cầm bay lượn trong đó hóa thành vòng ánh sáng cực lớn cuốn về phía ngọc bút nho sinh sắc. Ngọc bút nho sinh vô cùng bất bình, chỉ lên đỉnh đầu. Trong thiên linh có ánh sáng lóe lên, một nguyên anh trắng trẻo mập mạp, mặt nho sam hiện ra. Trước người hắn lơ lửng một bảo vật hình nghiêng mực, tay chợt bấm pháp quyết. Nghiên mực nứt ra, từng khí tức đặc biệt hiện ra, mang theo ý hạo nhiên sông thẳng lên trời. Chính khí cương trực, vạn pháp bất xâm. Nguyên anh quát lạnh một tiếng, toàn thân hiện ra số lượng lớn ảo ảnh kinh văn, vô số chữ viết kinh thư phát sáng giống như một chiếc áo cà sa bao quanh người hắn. Phục. Ngay sau đó, hào quang bảy màu lại đánh lên chính khí cương trực. Một phần hào quang tan biến, nhưng theo một tiếng thiên phượng ngân dài, ở trong hào quang hiện ra từng sợi dây màu bạc nhỏ. Hỏa luân bảy màu bỗng nhiên trở nên càng khủng khiếp hơn, xé rách phòng ngự chính khí cương trực và kinh thư, rơi vào trên ngọc bội phòng ngự do ngọc bút nho sinh lấy ra. Xoẹt. Miếng ngọc bội này vô cùng ôn hòa, kèm theo một khí tức quân tử như ngọc, rõ ràng cũng là một món bảo vật rất hiếm thấy. Lúc này, nó trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám tro tàn. Ánh lửa còn lại mang theo nhiệt độ cực cao thiêu đốt đến trên pháp thể của ngọc bút nho sinh. Hừng hực. Ánh lửa bảy màu nhấn chìm ngọc bút nho sinh. Tiếp theo, từng sợi dây xích màu xanh ngọc bích bỗng nhiên lao ra, giống như rắn độc chui vào hư không, kéo nguyên anh một tay cầm phù lục màu bạc ra, Bóng dáng của Phương Tịch lóe lên, lại nhẹ nhàng lấy đi miếng phù lục màu bạc kia. Hắn liếc nhìn và không khỏi mỉm cười. Tiểu hư không na di phù. Đây cũng là con ác chủ bài bảo toàn tính mạng của ngươi sao? Vật này tới thật đúng lúc. Hắn vừa đấu giá được truyền thừa tiểu hư không na di bí phù không trọn vẹn lại có bản hoàn chỉnh này đối chiếu, quá trình tu sửa chắc hẳn có thể nhanh hơn nữa. Ngươi không thể giết ta được. Ta xuất thân ngọc gia. Ngọc gia là gia tộc hợp thể, lão tổ sắp đến thành thiên phạm rồi. Nguyên anh của Ngọc Bút Nho sinh hét lớn, lão tổ vậy xem ra tuổi tác không nhỏ. Phương Tịch xoa cầm, mà thôi, ta sẽ tự mình xem. Hắn tiếp tục bấm pháp quyết, rất nhiều sợi dây xích chui vào trong thân thể Nguyên Anh, khiến Ngọc Bút Nho sinh liên tục kêu lên thảm thiết. Ngay sau đó, trên trán của Nguyên Anh hiện ra một chữ truyện màu xanh sẫm không ngờ trước mắt tối sầm và ngất đi. Ngũ hỏa thất cầm phiến quả thật dùng tốt, thậm chí có thể có uy hiếp rất lớn đối với phản hư hậu kỳ. Có thể sử dụng làm pháp bảo thông thường. Phương tịch nhìn quạt lông bảy màu trong tay ngoại đạo hóa thân, vẫn không hài lòng về trận thực chiến này. Đồng thời, hắn còn bắt được nguyên anh của Ngọc Bút Nho Sinh. Hắn ném nguyên anh này vào địa tiên linh cảnh phong ấn, ánh sáng màu bạc lóe lên và biến mất toàn thân ngoại đạo hóa thân có ma hỏa tàn sát bừa bãi sau khi dọn dẹp chiến trường hắn hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng biến mất ở phía chân trời trong địa tiên linh cảnh ở nhân gian giới bảo vật có uy lực lớn dùng tốt thì tốt thật chẳng qua thiêu đốt phá hủy quá nhiều chiến lợi phẩm phương tịch ngồi xếp bằng bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm hắn nhìn đầu tiên tất nhiên là thi thể của ninh lão ẩu và cấp lão ma thọ nguyên của hai người đều tiêu hao hết Nguyên Anh đã tọa hóa, thi thể bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, ngoại trừ không có Nguyên Anh, tất cả không khác nào khi còn sống. Phương tịch nhặt quải trượng gỗ đen của Ninh Lão ẩu lên trước. Hắn phát hiện đây cũng là một món bảo vật phản hư cấp 6, vừa phát động lại có thể phát ra một gió lạ màu đen, bi năng có thể khiến các bay đá chạy, tan vàng chảy sắt, tiêu hồn khoét xương. Nhưng đây không phải là phong cách của ta, cũng lại là vật phẩm tiêu hao khi độ kiếp, hắn thang một câu và lại quan sát thi thể của hai người. Không phải thể tu, nhưng thể phách không ngờ đạt tới tình trạng luyện thể cấp hóa thần. Nếu giao cho yêu ma thụ, mặc dù không có cách nào chế luyện ra khôi lỗi gỗ cấp hóa thần, nhưng tương đương với xuất hiện thêm hai lực sĩ cấp 6. Nếu lại phối hợp với phương pháp khôi lỗi chú Linh ta tìm hiểu được, thật ra có thể chế luyện ra khôi lỗi hóa thần đặc biệt. Phương pháp khôi lỗi chú linh cấp 5 có thể rót trận linh hoặc tử thể tách ra của thái nhất vào trong khôi lỗi, khiến nó thu được uy lực dẫn dắt linh lực thiên địa. Kể từ đó, cũng coi như ghép được một khôi lỗi cấp hóa thần hoàn chỉnh. Tuy sử dụng hai thi thể tu sĩ phản hư mới chế luyện ra được hai khôi lỗi cấp hóa thần, đúng là thiệt hơn so với khôi lỗi gỗ cấp thấp gần như có thể duy trì cảnh giới lớn lúc trước. Nhưng hết cách rồi, phương tịch cũng không ngại. Thủy tổ yêu ma thụ lập tức chuyển động, từng rễ phụ rũ xuống và treo hai thi thể lên bắt đầu cải tạo phương tịch cầm lấy một túi trữ vật đen xì thử đưa vào một tia thần thức quả nhiên cảm nhận được sức cản trong địa tiên linh cảnh từng tầng ánh sáng màu xanh sẫm hạ xuống chiếm giữ ở phía trên túi trữ vật không lâu có tiếng tí tách vang lên sau khi hắn lại đưa thần thức vào tất cả đều thuận lợi tiếp theo vật phẩm trong túi trữ vật đều hiện ra ở trước mắt phương tịch Đầu tiên quan trọng nhất dĩ nhiên là tiên ngọc, có hơn 100 viên. Ngoài ra, có số lượng lớn vật liệu ma đạo huyết tinh, ví dụ như các loại tinh huyết được phong ấn ở trong bình ngọc, thi thể. Phương tịch thậm chí nhìn thấy một bộ xương hoang thú nguyên cổ hoàn chỉnh. Xem khí tức của nó chắc hẳn tương đương với phản hư hậu kỳ, cũng không biết cấp lão ma kia làm sao lấy được. Đương nhiên, thứ quý nhất trên thân một vị tu sĩ cao cấp bình thường là pháp bảo bản mệnh của hắn. Phương Tịch đã sớm lấy được bảo vật phản hư từ trong đan điền của cấp lão ma ra, phát hiện đó là ba thanh phi đao tối đen như mực. Làm pháp bảo bản mệnh, ngoại trừ chủ nhân cũ ra, bất kỳ tu sĩ nào chế luyện, quy năng của pháp bảo đều sẽ vĩnh cửu tổn thất một phần. Càng chưa nói tới nếu trong đó có khí linh ngoan cố, vậy càng phiền phức hơn. Phương Tịch không để ý, dù sao chỉ cần cuối cùng có thể duy trì ở cấp 6, vậy đều là vật liệu sẽ tiêu hao trong thiên kiếp. Sau phản hư, Mỗi lần thăng cấp cảnh giới nhỏ đều có tiểu thiên kiếp hạ xuống. Mặc dù tiểu thiên kiếp không bằng được tâm ma kiếp, nhưng lôi kiếp vẫn khủng khiếp, không dễ ứng phó. Hai vị phản hư này thật nghèo, trên thân chỉ có một món bảo vật cấp 6 còn tới chống lại ta. Phương Tịch cảm thấy cạn lời. Chẳng qua suy nghĩ lại, không phải người của Thiên Phạm quân, không bị cưỡng chế, đại khái chỉ có tu sĩ sống không được tốt lắm mới có thể mạo hiểm tới khai hoang. Với chút của cải ấy không chừng là nhờ sau khi đến thiên phạm vực khổ cực giết chết hoang thú, hái linh dược thiên địa, thăm dò di tích tích góp được. Ngoài ra, chính là một ít đan dược và ngọc giản. Sau khi phương tịch kiểm tra tỉ mỉ hai người này, lại phát hiện trong đan dược còn lẫn ít đan độc, trong đó thậm chí còn luyện một ít ma đầu. Nếu tu sĩ không biết rõ tình hình dùng vào, tẩu hỏa nhập ma cũng là nhẹ. Dù sao cũng là vật phẩm cướp đoạt tới chỉ là ở trước mặt ta đùa nghịch ma đầu. Ha ha! Phương tịch ném túi trữ vật đen sang một bên, lại cầm lấy túi trữ vật của ninh lão ẩu. Kết quả khiến hắn cạn lời. Ninh lão ẩu không ngờ còn nghèo hơn cấp lão ma, trong túi trữ vật chỉ có mười mấy viên tiên ngọc, không mấy vật liệu quý hiếm cấp 6. Về phần ngọc bút nho sinh càng không cần phải nói, bảo vật của người này bị ngũ hỏa thất cầm phiến phá hủy gần hết, chỉ còn lại hơn 200 viên tiên ngọc và mấy thứ linh tài cấp 6, còn có một tiểu hư không na di phù, xem như có chút an ủi. Quả nhiên vẫn phải soát hồn sao. Phương tịch bảo yêu ma thụ thả một rễ phụ xuống và tự động mở ra, hiện ra nguyên anh hôn mê bất tỉnh trong đó. Hắn cười lạnh, khí tức trên người nhanh chóng biến hóa, từ tiên ý giạc vào hóa thành ma khí dày đặc. Tiên nguyên khí trên toàn thân thình lình chuyển hóa thành chân ma khí. Nếu bàn về soát hồn, chính đạo chung quy không tin thông bằng ma đạo. Phương tịch thì thào một tiếng, hai tay bấm pháp quyết vận chuyển bí thuật sát hồn trong tha hóa tự tại ma công. Từng thiên ma bí thức không ngừng chui vào bên trong nguyên anh của Ngọc Bút Nho Sinh. Cương mặt nhỏ nhắn của nguyên anh người này lập tức trở nên căng thẳng, hiện ra vẻ đau đớn. Phương tịch tất nhiên không để ý, chỉ không ngừng phát động pháp quyết. Mấy tháng sau, phía sau hàng tuyền thương hội là Ngọc Gia Sao. Phương tịch vừa thao túng hai khôi lỗi hóa thần nấu ngọc hư mễ cho mình, vừa lẩm bẩm. Ngọc Bút Nho Sinh là tu sĩ phản hư, ký ức vô cùng lớn. Cho dù phương tịch am hiểu thiên ma bí thuật, tinh thông soát hồn, cũng chỉ có thể bỏ xuống phần lớn nội dung hỗn tạp, chuyên tấn công một phần nào đó. Ví dụ như hắn biết mấy chỗ nhà kho bí mật của hàng tuyền thương hội được bố trí ở trong thiên phạm vực, bên trong cất giấu số lượng lớn linh thạch và vật liệu quý giá. Cũng không biết vì sao, tu tiên giả luôn thiếu cảm giác an toàn, thích thỏ không có ba hang. Nếu hàng tuyền thương hội bị diệt môn, không ai biết tin tức về kho bí mật nữa, có lẽ sau ngàn vạn năm, nó sẽ biến thành một di tích mới, khiến tu tiên giả nào có có duyên thu được. Ngọc thư sinh này thật sự không nói dối, hắn thật sự là người của Ngọc gia, đồng thời Ngọc gia cũng có ý khai thác ở Thiên Phạm vực. Sắc mặt Phương Tịch có phần nghiêm trọng lại nở nụ cười kỳ lạ, dường như muốn cười lại không cười nổi. Ngọc gia chính là gia tộc hợp thể ở kiếm vực, bá chủ kiếm vực chính là kiếm cát, tông môn hợp thể từng xuất hiện nhân tộc ngũ tử gần đây còn có một vị trì kiếm nhân khiến cho tàn kiếm tiên phủ kỳ trân cộng hưởng tiến độ tu hành tiến triển cực nhanh đồng thời còn là kiếm tu à tác phong hành sự thường cực kỳ mạnh mẽ ngọc gia có tu sĩ hợp thể cảm giác không thể tiến triển được vì vậy muốn mở phân gia ở thành thiên phạm đây cũng là kết quả do ngọc thư sinh dốc hết sức thúc đẩy ít ngày nữa vị lão tổ tông cấp bậc hợp thể kia sẽ đến thành thiên phạm này trấn giữ một thời gian hắn đã sống mấy chục nghìn năm có thể nói là già tới hóa đá rồi bây giờ thọ nguyên không nhiều không quá nghìn năm điều này đúng là bi kịch lớn đấy đối với các gia tộc tu tiên trạng thái và tình hình thọ nguyên của lão tổ tông là tuyệt mật tộc nhân bình thường căn bản không có tư cách biết được thế nhưng ngọc thư sinh chính là đại năng phản hư cao tầng của gia tộc hắn tất nhiên có biết đôi chút về điều này sau khi phương tịch biết được sắc mặt lại có phần kỳ lạ còn lấy lão tổ hợp thể này tới uy hiếp ta, vấn đề là hôm nay ta có nên tiêu diệt Ngọc Gia không? Trước đây, hắn thi triển thái thượng bắt đấu tư mệnh thần quan tiêu diệt cấp lão ma và ninh lão ẩu, không tốn quá 500 năm thọ nguyên. Rõ ràng thọ nguyên của hai người này cộng lại còn không tới 5.000 năm, phù hợp với hình tượng tu sĩ đến đây khai hoang mạo hiểm. Tuy tu sĩ hợp thể hơi khó giải quyết, nhưng trong vòng nghìn tuổi, cũng chỉ cần không tới chục nghìn năm thọ nguyên đã có thể giết chết được. Ôi chao, nghĩ như thế, ta cũng có thể làm được phản hư chém hợp thể, chẳng lẽ ta cũng có phần nghịch thiên. Chỉ có điều người khác là tư chất, ta là tư bản mà thôi. Bây giờ Ngọc Gia đã chết một vị phản hư, lão tổ hợp thể nhất định sẽ điều tra. Hy vọng hắn đừng điều tra ra được ta, tìm chết một cách vô nghĩa. Dù sao đều là chiến lực cao cấp của nhân tộc, chết người nào thiếu người đó. Lấy bây giờ mình hơn năm vạn năm thọ nguyên, phàm là tu sĩ hợp thể có đại nạn trong vòng 5.000 năm cũng có thể không để ý tới. Phương tịch thở dài, trên gương mặt đầy vẻ trách trời thương người, vì cảm thấy tiếc cho ngoại đạo hóa thân. Về phần bản tôn hắn à, mình dành phần lớn thời gian để trấn giữ nhân gian giới, lão tổ vương gia cũng chỉ là một bộ áo choàng. Cho dù tất cả bí ẩn đều bị lộ, mình vẫn có thể co đầu rút cổ nhân gian giới chờ cho tất cả kẻ địch chết sạch. Chẳng qua Ngọc Thư Sinh chỉ hơi nghi ngờ là ta. Trên danh sách nghi ngờ của hắn còn có hơn 10 vị tu sĩ phản hư. Chỉ có lúc giao đấu với ta mới nắm chắc mấy phần, còn cố ý thử. Đồng thời hắn đã chết, lại biến thành vụ án không có manh mối. Phương tịch suy nghĩ, cảm giác vẫn nên giao mấy vấn đề này cho ngoại đạo hóa thân cân nhắc thì thỏa đáng hơn. Lúc này, Ngọc Hư Mễ đã chín, nên Lão Ẩu và Cấp Lão Ma đang cầm khay quỳ dân lên trước mặt hắn. Ngọc Hư Mễ ăn bổ khí huyết, có ích cho việc luyện thể lại thêm thịt hoang thú nguyên cổ cùng với năng lực tẩm bổ của vạn cổ trường thanh thể thật ra điều kiện luyện thể của ta quá tốt không nhặt lên có hơi đáng tiếc phương tịch thật ra vẫn luôn quan tâm tới một vài công pháp luyện thể chỉ là không có mấy quyển đáng để ý dù sao hiệu quả không bằng bí thuật ngâm luyện thân thể kèm theo của vạn yêu giáp vậy còn gì để nói nữa ngược lại mấy bộ công pháp luyện thể có thể đổi được từ trong thiên phạm quân vẫn tính là tinh diệu chỉ có điều thiên về phong cách phạm môn còn có yêu cầu giới luật nghiêm khắc, phương tịch không thích. Sau khi tiểu huyền quy thăng cấp đến cấp 6, thu được thiên yêu lục tiên sách hoàn thiện, có thể một đường tu luyện tới trình độ đột phá hợp thể, đủ cho phương tịch sử dụng. Ở phản hư thiên thiên trong yêu lục tiên sách, phương tịch coi trọng một môn thần thông có hiệu quả luyện thể khá tốt, nó có tên là Thiên yêu chân thân Môn thần thông này được xem là bản thăng cấp của vạn yêu giáp, chỉ có điều yêu cầu đưa ra trước khi nhập môn lại cần thể phách cực kỳ mạnh mẽ. Phương tịch một đường tu hành vạn yêu giáp, thật ra vừa khéo thỏa mãn điều kiện này. Yêu tộc luôn tăng cường thể phách mạnh mẽ, thiên yêu chân thân này có quá nhiều đánh giá khác nhau. Có người sau khi đạt tới cấp 6 mới tu luyện, thể phách có thể mạnh mẽ tương đương với yêu thú cấp 7. Trong đầu phương tịch chậm rãi hiện ra khẩu quyết tu luyện thiên yêu chân thân. Trang bí quyết này tất nhiên không phải bản ban đầu. Hắn đã lấy kinh nghiệm kiến thức của bản thân kết hợp với tính toán theo công thức của Thái Nhất, lại hợp mưu hợp sức với cửu châu giới cùng sửa qua, chắc chắn có thể càng thích hợp cho thân người tu hành hơn. Sau khi ăn no nê ngọc hư mễ phối hợp với thịt hoang thú nguyên cổ, phương tịch cảm giác được khí huyết trong cơ thể sôi trào, tinh lực vô cùng vô tận quả thật như muốn tràn ra. hắn lập tức đứng lên, cởi áo bào xanh trên thân ra, hiện ra từng cơ bắp, mỗi tấc đều vô cùng hoàn mỹ, giống như được tạo ra dựa theo tỷ lệ vàng vậy. Đồng thời, làn da trong suốt như ngọc, không hề có cảm giác thô ráp mà lúc này từng khí huyết lực không ngừng bạo phát ở trên người hắn thậm chí hình thành từng vòng tròn đỏ ở xung quanh thân thể sau đầu phật đã có hào quang hình tròn ngụ ý viên mãn bây giờ thể phách và khí huyết của ta cũng có vẻ tương đối viên mãn theo phương tịch vận chuyển bí quyết thiên yêu chân thân khí tức trên người hắn dần dần trở nên rất phóng túng lại hung tàn trong thiên yêu chân thân ban đầu cần hấp thu máu tươi của yêu thú để cơ thể biến hóa nhưng ta kết hợp với lý luận kiếp trước và cửu châu giới, xác lập quan niệm người là linh trưởng của vạn vật, cho nên thân thể phù hợp với thiên yêu chân thân nhất chính là cơ thể người. Lúc tu luyện thiên yêu chân thân, trên thân phương tịch không hiện rõ ký hiệu đặc biệt của yêu thú, trái lại hình thể càng cao ráo đẹp trai hơn. Ầm ầm ầm. Không biết qua bao lâu, phương tịch hít sâu một hơi và thở mạnh ra. Hắn hít sâu tập trung mây, thở hơi thành mưa trong lúc hít thở lại sinh ra từng trận gió bão ở trong địa tiên linh cảnh trắc trắc từng xương cốt ở trong cơ thể hắn trong suốt như ngọc trên đó lại có từng chữ triện màu vàng máu cô động giống như sợi thủy ngân lại lao nhanh không ngừng phát ra tiếng gầm giống như sông lớn tuôn trào trắc phương tịch khép năm ngón tay lại trong hư không lại phát ra tiếng trên rỉ không chịu nổi gánh nặng hắn lấy ra một món thông linh chi bảo bạch cốt tỏa tâm chùi y đây là thứ cấp lão ma thu thập tàn trữ, cơ bản không có tác dụng gì đối với tu sĩ phản hư. Theo 10 ngón không ngừng dùng sức, thông linh chi bảo không ngừng phát ra tiếng trên rỉ, không ngờ trên bản thể hiện ra 10 dấu tay sâu. Xôn sao? Phương tịch lại dùng sức, thông linh chi bảo này rạn nứt từng tấc và nổ tung. Hoàn toàn hỏng rồi. Có thể tương đương với thể phách của luyện thể sĩ cấp phản hư. Ánh mắt hắn sáng ngời. Đây mới chỉ là bắt đầu. Thần thông này quả nhiên không tệ, có tác dụng trợ giúp đột phá cảnh giới hợp thể. Bất kể thần thức, pháp lực hay thể phách của tu sĩ, mỗi mặt càng mạnh tất nhiên sẽ càng trợ giúp cho việc đột phá cảnh giới lớn. Thiên yêu chân thân phối hợp với vạn yêu giáp, ta muốn thử dùng cơ thể cố chống đỡ lôi kiếp. Chẳng qua bị sét đánh cũng không tính là thể nghiệm tốt gì. Phương Tịch suy nghĩ rồi thở dài. Hắn mặc quần áo xong, đi tới trong động phủ. Ở bên trong động phủ còn bố trí phòng chế tạo phù riêng. Thư phòng cổ kính, một cái bàn gỗ dài màu tím được đặt ở chính giữa, tản ra mùi thơm giúp người ta thanh tâm tĩnh trí. Trên bàn còn đặt một lư hương, bên trong đốt linh hương Phạm môn cấp 6. Trong lúc chế tạo phù, linh hương như thế có thể làm tư duy của phù sư càng nhạy bén hơn, không dễ bị bên ngoài làm phiền, có thể nâng cao xác suất thành công. Phương Tịch đi tới trước bàn và mở ra một tờ giấy được làm bằng da mềm của hoang thú nguyên cổ. Hắn suy nghĩ và lấy ra tờ tiểu hư không na di phù lấy được từ chỗ của Ngọc Thư Sinh, cùng truyền thừa phù lục mình nhận được khi đấu giá để so sánh. Phía ngoài thiếu vài nét bút không phải là vấn đề lớn, mấu chốt là linh lực che giấu và sự thay đổi của đầu bút lông bên trong. Thật may ta có thái nhất trợ giúp tính toán theo công thức, bằng không muốn thử bổ sung hoàn toàn, thử lên cũng là một công trình lớn trong mắt phương tịch có tinh quang chấp động lấy trình độ hư không của bản thân kết hợp với vật thực lại thêm thái nhất trợ giúp thử hoàn thiện truyền thừa chế phù này một lát sau hắn cầm một bút phù lên chấm lấy linh mực màu bạc do máu hoang thú cộng thêm rất nhiều bảo vật hư không điều chế thành vẽ ở trên giấy phù khi phương tịch viết hư không cũng mơ hồ dao động mà ở chỗ bút pháp tiếp xúc với giấy phù còn có từng hào quang màu bạc hiện ra đây là lực hư không cô động đang không ngừng tiến vào trong giấy phù Phương tịch hình như đã có ý tưởng, hạ bút như được thần trợ giúp, không ngừng nghĩ. Trong nháy mắt lại hoàn thành hơn nửa tờ phù lục màu bạc này. Thoạt nhìn không khác nào tiểu hư không na di phù chính phẩm. Nhưng vào lúc này, từng hào quang màu bạc trên tiểu hư không na di phù tán loạn, bỗng nhiên ép lại một đống hình như sắp bạo phát. Phù lục hư không cao cấp tự hủy ở khoảng cách gần như vậy, quy lực không thua gì một hư không chảy loạn cỡ nhỏ. Phương tịch thấy vậy chỉ nhíu mày, tay áo nhẹ nhàng phất một cái từng phù lục bằng ngọc hiện ra chuyển hóa ra từng phượng triện văn màu bạch giống như phong tỏa hạn chế hư không chảy loạn do tiểu hư không na di phù tự nổ gây ra ở trong một quả cầu ánh sáng tiếp theo trong hư không có từng ánh sáng màu xanh hiện ra nhanh chóng xóa mờ vết nứt hư không chờ đến sau khi tất cả qua đi ngoại trừ trên bàn bừa bộn thì không có gì khác trước thất bại à Phương tịch thì thào một tiếng nhưng không có vẻ gì chán nản và bất ngờ. Dù sao đây là hoàn thiện truyền thừa phụ lục, cho dù hắn có nhiều điều kiện ưu việt như vậy, không thất bại mấy chục mấy trăm lần cũng không được. Nhưng một lần thành công, sau đó có thể liên tục thu được lợi ích. Lấy sự quý giá của tiểu hư không na di phù, định giá bằng linh thạch cực phẩm đơn giản là sỉ nhục nó. Ít nhất cũng phải dùng tiên ngọc. Sau này, lão tổ vương gia lại có thể có thêm một môn tay nghề mưu sinh phương tịch mỉm cười hứng thú về phù lục hôm nay đã hết hắn không cố vẽ phụ nữa mà ra ngoài nghỉ ngơi giải trí một lúc mấy ngày sau hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp từ sau phong ba hải ngoại tiên phủ dần dần lắng xuống rất nhiều thế lực phản hư đã bắt đầu rút lại các nhân viên đệ tử liên quan dù sao hải ngoại tiên phủ kia đã không có bảo vật gì đáng để tu sĩ phản hư chú ý trái lại có càng nhiều thế lực hóa thần thậm chí nguyên anh bắt đầu tiến lên có cảm giác như chó hoang cướp cơm thừa rượu cặn không hề nghi ngờ vương gia thuộc về con chó mạnh nhất chiếm lợi ích rất lớn đồng thời vương linh ứng cũng rất biết cách làm người tuy thực lực mạnh nhưng không làm quá mức chỉ là cẩn thận tuân theo lời dặn của phương tịch quan sát các loại đại trận lưu lại đồng thời đưa bản vẽ trận văn không trọn vẹn thậm chí pháp khí bày trận bị tổn hại tới yêu nguyệt tiên thành cứ cách một khoảng thời gian phương tịch đều thu rất nhiều rác rưởi như vậy từ chỗ thái âm tiên tử sau đó hắn tự mình nghiên cứu lại giao cho thái nhất và cửu châu giới phân tích giúp hắn muốn thông qua đó nhận được kinh nghiệm tăng thêm lợi ích tu vi trận đạo cho bản thân bây giờ trong rất nhiều bách nghệ tu tiên trận pháp của ta đứng đầu đã bước vào cấp 6 từ lâu dưới đó là phù lục và luyện đan sau đó bởi vì địa tiên linh cảnh khiến trình độ linh thực cũng coi như đạt được cấp 6 mặc dù ngự thú thuật có truyền thừa ngự thú nhưng miễn cưỡng tính là cấp 6. Chính còn lại khôi lỗi thuật cấp 5 và trình độ linh trù của ngoại đạo hóa thân dần dần tăng lên. Về phần luyện khí còn chưa đáng nhắc tới. Năm tháng tĩnh lặng, vẫn cần nỗ lực thêm. Phương tịch dùng một quyển sách trận pháp che ở trên mặt, lười biến nằm ở trên ghế mây và thoáng mỉm cười. Mười năm sau, trong động phủ ở thành thiên phạm của địa tiên giới, phương tịch vô cùng kinh ngạc. Ta chờ mười năm, Sao lão tổ Ngọc gia kia còn không tới vậy? Hắn rất mong chờ tài sản của tu sĩ hợp thể. Nhưng 10 năm đã qua, tin tức về cái chết của Ngọc thư sinh đã được truyền ra từ lâu, Ngọc gia không chỉ không có hành động gì, ngay cả hàng Tuyền Thương hội cũng thu hẹp hoạt động, có vẻ như chuẩn bị bỏ chạy. Điều này khiến Phương Tịch cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn còn tính toán, khi lão tổ Ngọc gia tới sẽ bắt đầu điều tra, hắn lại âm thầm tập kích đối phương, kết thúc hậu hoạn kết quả ngọc gia trực tiếp chịu thua chạy trốn là thế quái nào phương tịch đang nghe truyện trên tv audio cv suy nghĩ một lúc chỉ thấy có mấy nguyên nhân thứ nhất chính là lão tổ ngọc gia bị chuyện quan trọng khác làm vướng chân căn bản không có cách nào ra khỏi kiếm vực thứ hai lão tổ ngọc gia tọa hóa từ lâu hôm nay ngọc gia chỉ là một cái thùng rỗng nhưng điều này không hợp lý ngọc gia bị chết một vị phản hư ít nhất phải, phải phái phản hư ra điều tra chứ Bây giờ bọn họ chẳng làm gì, trực tiếp chịu thua rời đi, tất nhiên phải có người địa vị cao hơn ra lệnh, không phải tu vi hợp thể thì không trấn áp được phản hư phía dưới của Ngọc Gia. Như vậy khả năng của nguyên nhân thứ ba là lớn nhất. Phương tịch xoa cầm. Khả năng thứ ba là lão tổ Ngọc Gia tu luyện thuật trợ giúp bói toán, hoặc có bảo vật nào đó có thần thông có thể đoán lành dữ, bói toán ra các hung, bởi vậy khiếp sợ đến mức trực tiếp chịu thua, càng không thể tới thiên phạm vực chịu chết không hổ danh là lão bất tử sống mấy chục nghìn năm, chung quy có chút bản lĩnh. Phương tịch tiếc núi. Vì sao những kẻ địch này không thể giống như trong tiểu thuyết, lần lượt từng người tới cửa vậy? Bây giờ không ai gây rắc rối cho hắn, dùng thuật đại đã triệu hoán bản tôn rõ ràng không thể được hưởng ứng. Bởi vậy, hắn vẫn phải thành thật tiếp tục bồi dưỡng các đại bảo vật và ma hỏa, tiện thể thu thập vật liệu làm một nhà buôn. Sau khi trải qua chuyện giết ngược lại vất nhanh, phương tịch xem như đã nhìn thấy rõ mình cực khổ buôn bán giữa hai giới thật ra thu nhập còn không bằng giết người cướp của đương nhiên điều này cũng có chỗ cố kỵ dẫn tới hắn không dám giao dịch với số lượng quá lớn sắc mặt phương tịch chợt thay đổi hắn cảm ứng được có hai sóng pháp lực cấp hóa thần đang nhanh chóng tiếp cận đồng thời hắn còn vô cùng quen thuộc với hai ký tức kia trong 10 năm này cùng thao cư sĩ thỉnh thoảng tới thăm hỏi hắn còn mang theo các loại linh thiện tinh tế đẹp mắt, tất nhiên muốn mượn gia hổ của phương tịch. Bồ tiên tử cũng thường mang theo linh trà mới đến đây thưởng thức trà luận đạo, lưu luyến mấy tháng. Vân Hy và Liễu Nhứ thật ra ít hơn tới nhưng mối quan hệ không hề giảm. Không lâu sau, hai động quan tiến vào động phủ. Đó chính là hai nàng Vân Hy và Liễu Nhứ. Hai vị đạo hữu, nhiều năm không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ. Phương Tịch thấy vậy, không khỏi mỉm cười hắn nhìn ra được tu vi của hai nàng Vân Hy và Liễu Như này đã có tiến bộ, tốc độ tăng tiến thậm chí vượt qua quỷ phủ và đồ ma ở hạ giới. Thật ra, nếu bàn về tư chất và thiên phú tài tình, hai nàng còn không bằng quỷ phủ và đồ ma hai vị tôn giả. Thế nhưng hoàn cảnh khác nhau, những chuyện gặp phải cũng không giống nhau. Ở trong địa tiên giới bất luận, tu sĩ hóa thần tu hành hay đột phá bình cảnh đều dễ dàng hơn ở hạ giới. Càng không cần phải nói tới hai nàng còn bị ép đi khai hoang tuy làm nhiệm vụ nguy hiểm nhưng báo đáp cũng vô cùng phong phú hoàn cảnh tốt có tài nguyên cho dù bước khởi điểm hơi kém vẫn có thể nhanh chóng đuổi kịp thậm chí vượt qua chúc mừng vân hy đạo hữu phương tịch nhìn lướt qua vân hy tiên tử cười nói lấy tu vi của ngươi sau mấy trăm năm có thể công kích bình cảnh phản hư dù sao nàng cũng là tu sĩ phi thăng mỗi người đều là thiên tài của một giới nàng lắng động lâu như vậy có cơ hội công kích phản hư là chuyện vô cùng bình thường. Vân Hy tiên tử nghe vậy, trên mặt thoáng cười gượng. Thiếp thân thật sự nắm chắc sẽ tu hành tới cảnh giới hóa thần viên mãn trong mấy trăm năm, thế nhưng thật sự không có lòng tin đột phá tới phản hư. Vân Hy tỷ tỷ cần gì lo lắng nhiều như vậy. Hai người chúng ta hợp sức, cống hiến trong mấy năm nay cộng lại đi theo con đường trong môn đổi lấy quyền sử dụng một món linh vật có ích cho việc đột phá bình cảnh phản hư hoặc bảo vật độ kiếp. Liễu Như An ủi một câu. Đến lúc đó, chúng ta lại tốn ít linh thạch, có lẽ có thể đấu giá được một món linh vật phản hư trong hội đấu giá lớn, chắc chắn sẽ có khả năng thành công rất lớn. Linh thạch cực phẩm không có sức cạnh tranh với linh vật phản hư. Đến lúc đó, ta có thể đổi cho các ngươi một ít tiên ngọc. Phương Tịch suy nghĩ và nói. Dù sao bọn họ cũng từ một tiểu giới phi thăng lên, cũng nên chiếu cố đôi chút. Cảm ơn đạo hữu vân hy và liễu nhứ đều mừng rỡ hôm nay các nàng đến đây chủ yếu vẫn là ở bên cạnh hát đệm phải là người có quan hệ sống chết mới có thể không biết xấu hổ mở miệng nói về loại chuyện xin giúp đỡ đột phá phản hư này nếu nhất thời không cẩn thận sẽ có khả năng trở mặt thành thù bây giờ phương tịch bằng lòng đổi cho các nàng một số tiên ngọc đã là ân tình cực lớn rồi không chỉ có vân hy chờ đến khi liễu nhứ ngươi đột phá ta cũng sẽ làm việc này Phương tịch diễn trò diễn trọn bộ, rất hào phóng hứa hẹn. Cảm ơn đạo hữu. Nếu vậy, thiếp thân cuối cùng đã nắm chắc một phần tự tin đột phá phản hư cảnh rồi. Vân Hy tiên tử cười nói. Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Phương tịch lại thảo luận về tâm đắc tu luyện một lúc, chỉ điểm vài câu, khiến hai nàng mừng rỡ bái tạ và rời đi. Hắn nhìn động quan của hai nàng rời đi, trong mắt có vẻ suy ngẫm. Xem ra, Hai nàng này chắc hẳn đã thu được cơ duyên gì, có nắm chắc nhất định đối với đột phá phản hư, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch cho chuyện này. Trong lúc luận đạo, qua lời nói của hai nàng đã tiết lộ vài manh mối cho Phương Tịch. Phương Tịch không để ý lắm. Cơ duyên đột phá phản hư à. Hắn không cần từ lâu rồi. Lấy điểm cống hiến do hai nàng tích góp, đến lúc đó đổi từ trong Thiên Mị Tông, trên cơ bản cũng chỉ là phạm âm kim linh và bảo vật dùng một lần nếu mua được các loại đan dược trợ giúp phá linh hay một viên lưỡng nghi phá hư đang từ hội đấu giá, thật ra chỉ nắm chắc được 5 phần. khi đột phá cảnh giới lớn như thế, cho dù là tu sĩ phi thăng có tư chất hơn người cũng là một cửa ải khó khăn cực lớn. tu sĩ hóa thần là lực lượng trung kiên trong địa tiên giới, nhưng sau khi đến phản hư chính là trung cao tầng. nhìn địa vị của lão tổ vương gia ở yêu nguyệt tiên thành sau khi đột phá là có thể thấy được phần nào. đây là hai nàng may mắn gặp đúng lúc khai hoang. Nếu thật sự gặp được cơ duyên gì cực lớn, phản hư không phải là chuyện khó. Phương Tịch mỉm cười và trở lại tiếp tục bế quan. Thời gian thoáng cái đã trôi qua. Hơn 400 năm giống như một cái búng tay. Trong địa tiên linh cảnh ở nhân gian giới, cơ bắp trên toàn thân của Phương Tịch hiện ra một ánh sáng ngọc ngọc, mỗi tấc dường như đều ẩn chứa lực lượng có thể tương đương với hoang thú nguyên cổ. Trắc. Hắn tiện tay ấn một cái, cái bàn được làm bằng vật liệu cực phẩm cấp 5 không ngờ xuất hiện từng vết nứt. "Ôi, thiên yêu chân thân quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện gì tốt." Phương Tịch suy nghĩ và lấy ra một miếng phù lục đặt ở trước ngực mình. Theo phù ấn vô hình giống như từng dây xích màu đen quấn quanh người hắn, hắn lại cảm giác giống như mặc vào một trang phục dày, lực lượng vốn tăng vọt cũng bị thu lại. Đương nhiên, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền sau khi thần thông đột phá. Nếu thật sự muốn ổn định và hòa bình lâu dài, vẫn phải tự mình làm quen với lực lượng hoàn toàn mới, làm có thể thu phóng như thường. Chuyện này không khó làm được phương tịch, chỉ là hắn bỏ ra chút thời gian thích ứng là được. Phương tịch hồi tưởng này thu hoạch trong gần 500 năm, không khỏi thỏa mãn thở dài. 100 năm trước, hắn không ngừng thử nghiệm, cuối cùng bổ sung hoàn chỉnh truyền thừa tiểu hư không na di phù cấp 6, cũng chế luyện thành công ra tờ phù lục thứ nhất. Mặc dù chỉ là sản phẩm chất lượng kém, nhưng sau khi tìm được con đường, tất cả lại trở nên vô cùng quen thuộc. Đến lúc tìm hiểu bí phù khoảng 200 năm, Phương Tịch đã có thể thuần thục vẽ ra tiểu hư không na di phù chính phẩm, xác suất thành công cũng đạt tới khoảng 3 phần. Đối với phù sư cấp 6, xác suất thành công như vậy đã xem như không tệ, có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Phương Tịch thỉnh thoảng đi tới địa tiên giới làm lão tổ vương gia hưởng thụ, lại dịch dung thả ra loại phù lục cấp 6 này, khiến gần đây trong yêu nguyệt tiên thành đều đang lưu truyền, có một vị đại tông sư phù đạo tới bản địa Mai danh ẩn tích. Ngoại trừ đột phá trên phương diện phù lục, ở phương diện trận pháp, phương tịch cũng đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, hắn dường như nhớ tới điều gì, khẽ phất tay, một huyền minh hắc long kỳ phiên đã xuất hiện ở trong tay. Đó chính là huyền minh kỳ. Hắn kiếm được bảo vật này từ chỗ của ngoại đạo hóa thân, chính là suy diễn huyền minh trận pháp hoàn toàn mới. Mấy trăm năm qua, nhờ vào vương gia siêng năng nỗ lực thăm dò hải ngoại tiên phủ đặc biệt là lý như lệnh kia không ngờ may mắn tìm được một phần bức vẽ bày trận không trọn vẹn phương tịch vui mừng quá đổi lấy một phần hóa thần linh cao đấu giá được trong một lần đấu giá lớn được tổ chức ở trong yêu nguyệt tiên thành để ban tặng cho người này tỏ vẻ trọng thưởng tuy bức vẽ bày trận không trọn vẹn kia rất lợi hại nhưng đại khái chỉ có một phần tám đến một phần sáu chẳng qua phương tịch căn cứ vào rất nhiều trận văn thu được trước đó dựa vào trình độ trận đạo của bản thân lại lợi dụng khả năng tính toán của thái nhất cùng mô phỏng tính toán nhiều năm cuối cùng đã thu được một ít tiên phủ đại trận tật lúc này phương tịch dùng hai tay bấm quyết trong huyền minh kỳ tuôn ra từng huyền minh trọng thủy ở bên trong huyền minh trọng thủy còn có từng huyền minh thần xa và vô số xương độc ở dưới đáy cửu u minh hà dường như còn có một con dao lông vô cùng khổng lồ đang ẩn nấp ào ào 10.000 dặm cát của cửu U Minh Hà. Cửu U Minh Hà huyền sa đại trận vừa hiện ra, từng cột ánh sáng tối đen hạ xuống, ở trong trận pháp này lại xảy ra biến hóa khác. Số lượng lớn trận văn trong đó nổ mạnh, vô số tinh túy huyền minh trọng thủy bị chế luyện, ép lại. Cuối cùng hóa thành một thần quang đen tuyền. Huyền minh độ ách trừ hối thần quang. Phương tịch lầm bầm, nói ra cái tên mình đã đặt. Huyền Minh độ ách trừ hối thần quan này là thần thông vô thượng do hắn lấy cửu U Minh Hà Huyền Sa đại trận làm căn cơ, thêm ảo diệu trận pháp tìm hiểu được từ trong trận pháp của hải ngoại tiên phủ mới luyện ra được. Trước mắt, nó vẫn là trình độ cấp 6. Nó có tác dụng rất đơn giản, tu sĩ bị thần quan này chiếu đến, nếu là phản hư kỳ sẽ bị áp chế hơn nửa cảnh giới pháp lực. Nếu là hóa thần kỳ sẽ bị đánh rơi một tầng tu vi, tạm thời chuyển thành cảnh giới nguyên anh đối với tu sĩ từ hợp thể trở lên lại không có cách nào ảnh hưởng tới pháp lực của hắn. Nhưng dưới hợp thể, cho dù là luyện thể sĩ cũng sẽ bị thần quan trong đại trận này làm suy yếu. Cửu U Minh Hà Huyền Sa đại trận, chỉ sau khi gia nhập Huyền Minh Độ Ách trừ hối thần quan, mới xem như có vài phần phong thái của đại trận Hải Ngoại Tiên phủ năm đó. Chỉ tiếc lúc này trình độ trận đạo của ta có hạn, không có hiệu quả đối với tu sĩ hợp thể. Phương Tịch đã từng suy nghĩ về tam tài đại trận trong phút. Lộc, Thọ. Lúc này Phúc, Lộc, Thọ đều đã thỏa mãn, chỉ còn thiếu Phúc. Phúc, chính là số mệnh, cơ duyên. Quả nhiên vẫn phải dựa vào khí vận của à. Hắn thở dài và thu lại trận pháp đang diễn luyện. Bây giờ, địa tiên linh cảnh đã mở rộng hơn 500 năm trước gấp mấy lần, rất nhiều hoàng đậu lực sĩ được thần đậu linh tướng dẫn dắt, khai khẩn mấy chục nghìn mẫu linh điền. Ở bên trong bí cảnh có thể tùy ý nhìn thấy được kỳ hoa dị thảo, rừng rậm mang hoang, dị thú quý hiếm đương nhiên điều làm cho phương tịch vui mừng nhất vẫn là vạn một mẫu khí cuối cùng đã đạt tới một nghìn mẫu hắn sâu hít sâu nhịp đập hòa cùng linh cảnh đến lúc này tu vi khô vinh quyết của phương tịch cũng đạt đến phản hư sơ kỳ đỉnh phong có thể thử đột phá cảnh giới trung kỳ tu sĩ phản hư đột phá cảnh giới nhất định sẽ có tiểu thiên kiếp ban đầu phương tịch vốn còn định thử độ kiếp ở nhân gian giới nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm đây là tâm huyết dân trào thuộc về tu sĩ rất rõ ràng ở nhân gian giới chẳng những không thể trừ khử số kiếp trái lại có khả năng phát sinh chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp đáng sợ dựa theo ý định ban đầu của hắn lực giới diện ở nhân gian giới suy yếu có lẽ sẽ khiến bi năng của thiên kiếp nhỏ đi rất nhiều nhưng bây giờ nhìn lại không chừng sẽ càng khủng khiếp hơn ví dụ như trực tiếp không cho tồn tại cho dù hắn có truyền thừa địa tiên vẫn không nên mạo hiểm trên phương diện này thì tốt vì vậy, Phương Tịch quyết định thành thật đi tới địa tiên giới độ kiếp. Tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến phản hư sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần hắn muốn, có thể lập tức đột phá bình cảnh phản hư trung kỳ. Đối với rất nhiều tu sĩ địa tiên giới, phản hư đột phá mỗi cảnh giới nhỏ đều cần hơn ngàn năm khổ công. Đặc biệt khi đột phá bình cảnh cần phải chuẩn bị rất lâu, không ngừng đánh bóng thần thức pháp lực, thậm chí tìm được linh đang trợ giúp mới nắm chắc vài phần khả năng đột phá chẳng qua đối với phương tịch tu luyện truyền thừa địa tiên bây giờ địa tiên linh cảnh đã đạt tới yêu cầu tiện tay có thể phá được bình cảnh trung kỳ điều này vô cùng không đơn giản cảnh tu tiên giới càng cao áp chế trong mỗi cảnh giới nhỏ lại càng lớn trên lý thuyết tu sĩ phản hư trung kỳ có thể đánh bại thậm chí giết chết tu sĩ phản hư sơ kỳ khá thoải mái cũng chỉ có phương tịch vượt ra ngoài quy cách trong tay lại cầm sản phẩm mô phỏng tiên phủ kỳ trân mới miễn cưỡng có thể chém ngược không chỉ có vậy sau khi đột phá phản hư trung kỳ cũng có thể nâng cao tốc độ tích lũy vạn một mẫu khí lên bây giờ sắp đột phá phản hư trung kỳ phương tịch không lập tức xuất phá mà nảy ra một ý nghĩ rời khỏi địa tiên linh cảnh nhân gian giới nam hoang vạn đảo hồ từ sau khi đám người phương tịch phi thăng nhân gian giới lợi dụng bồng lai tiên đảo ở đông hải một nhà độc quyền thủy lão tổ của bồng lai tiên đảo được xem là tu sĩ đứng đầu nhân gian giới gần như thống nhất bắc nguyên Tây Mạc, cùng với trung thổ đang dần dần hồi phục, nhưng vẫn mở một mắt lưới cho Nam Hoang, chưa từng xâm nhập. Bây giờ, bởi vì linh mạch tài nguyên ở vạn đảo hồ bên Nam Hoang cực kỳ phong phú, lại có truyền tống trận cổ, mơ hồ làm chủ Nam Hoang, xuất hiện vô số tu sĩ Nguyên Anh. Từ sau khi phương tịch tu luyện địa tiên chi đạo, hắn vẫn ru rú ở trong nhà, căn bản không quan tâm tới chuyện trong nhân gian giới, cũng không lộ diện. Cho dù trên vạn đảo hồ vẫn có hậu nhân của Trung Gia, Nguyễn Gia, Vương Tiểu Hổ, Hải Đại Ngưu, nhưng đối với hắn, ân huệ của quân tử cách năm đời lại hết. Bây giờ, trên vạn đảo hồ, mấy nhà kia đã không chỉ trải qua 50 đời, cơ bản không có chút cảm giác thân cận nào. Bàn về cảm giác thân thiết, thậm chí còn không bằng thủy linh tâm ở Đông Hải. Dù sao nữ tử này dường như là vi nhất tịch chuyển thế, thậm chí sau khi đột phá hóa thần còn gọi mình một tiếng đại thúc. Đến bây giờ, Thủy Linh Tâm cũng sắp phi thăng nhĩ. Phương tịch chuẩn bị tới bắt nguyên tiễn nữ tử này một đoạn đường. Cũng coi như chấm dứt một tâm sự. Đến lúc đó, hắn lại có thể đột phá phản hư trung kỳ. Năm đó, Thủy Linh Tâm làm vị hóa thần thứ hai ở Bồng Lai Tiên Đảo, có trách nhiệm trong sư môn, Tu Vi vừa mới đột phá tới hóa thần. Bởi vậy, nàng nhịn đau từ bỏ chuyện phi thăng, nhìn theo sư Tôn Vân Hy Tiên Tử và Phương Tịch trời đi. Sự thật chứng minh, Lần phi thăng kia chính là chuyện quan trọng hiếm có của nhân gian giới Liễu nhứ, Vân Hy, thậm chí Tiểu Thanh Đại Thanh Đều được ngoại đạo hóa thân che chở Thuận lợi phi thăng địa tiên giới Bây giờ, tu vi của mỗi người đều đột nhiên tăng mạnh Vân Hy tiên tử còn sắp công kích bình cảnh phản hư Thủy Linh tâm trấn giữ nhân gian giới cũng cần cù chăm chỉ Không chỉ tu vi của bản thân đột phá hóa thần trung kỳ Còn luyện thành một môn thần thông hư không Nàng tới phi thăng đài nguy cơ sẽ cực nhỏ đồng thời còn bồi dưỡng một vị hóa thần khác cho tông môn có thể bảo đảm tiếp nhận trách nhiệm của bản thân khiến truyền thừa chính thống không có gì đáng lo ngại có thể nói cuộc đời nàng ở nhân gian giới sống khá viên mãn phương tịch không tính hiện thân hắn đi qua chỉ càng làm rối loạn đạo tâm của đối phương chỉ đứng từ phía xa nhìn qua mà thôi trước đó hắn gửi tiếp điểm không gian địa tiên linh cảnh ở nam hoang của tu tiên giới lúc này ánh sáng lóe lên, phương tịch mặc áo bào xanh lại hiện ra bên bờ vạn đảo hồ. Từ Nam Hoang đi Bắc Nguyên, bây giờ có thể trực tiếp đi ngang qua Đại Mộng Trạch, một đường đi về hướng Bắc, cứ bay là có thể đến nơi. Chỉ là có hơi xa. Nếu vận dụng uy lực của phản hư lại gây ra động tĩnh quá lớn. Không bằng tới vĩ thúy đảo dùng truyền tống trận cổ, cũng chỉ là một lần trung chuyển thôi. Lấy thủ đoạn của hắn bây giờ tất nhiên có thể cử truyền tống trận cổ rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Chút địa bàn của nhân gian giới còn không đáng để phương tịch lãng phí một viên tiên ngọc, thiết lập mấy tiết điểm tọa độ không gian. Ào ào! Một chiếc thuyền con màu xanh lá phá vỡ màn sương mỏng buổi sáng sớm, lướt ngang trên hồ nước. Phương tịch vương tay ra, nhẹ nhàng rẽ nước hồ hơi lạnh, định thả đại thanh ra. Nhưng về sau, hắn suy nghĩ lại thôi dù sao con cá ngốc này vẫn tưởng mình đang ở địa tiên giới tuy lấy thực lực của hắn bây giờ những điều này đều không thể nói là chuyện cho dù bị lộ ra cũng không ai có thể gây phiền phức cho hắn bỗng nhiên từ trong sương mù truyền ra tiếng hát du dương của thiếu nữ tiếng trong trẻo dễ nghe em tai giống như chim hoàng oanh vậy tiếp theo một chiếc linh thuyền lao từ trong sương mù ra người mái chèo là một thiếu nữ yêu kiều bên cạnh còn có một nữ hài bảy tám tuổi đạo hữu. Thiếu nữ yêu kiều đang hát thì nhìn thấy thuyền lá không gió tự di chuyển của phương tịch cùng bóng người áo xanh không rõ tu vi. Nàng không khỏi thoáng mỉm cười. Ngươi cũng muốn tới vĩ thúy đảo tham dự hội lớn à? Hội lớn trên vĩ thúy đảo à? Vẻ mặt phương tịch mờ mịt. Dù sao cũng chỉ là trò chơi của một đám tu sĩ kết đan, nguyên anh, hắn không mấy để ý. Đúng vậy vương thiên quân của vĩ thúy đảo cuối cùng đột phá bình cảnh nguyên anh hậu kỳ trở thành đại tu sĩ rồi trên gương mặt thiếu nữ đầy sùng kính nói như vậy hắn hoàn toàn chứng thực danh tiếng thánh địa nam hoang của vạn đảo hồ ta có người nói vị vương thiên quân này xuất thân từ đào hoa đảo tổ tiên còn có chút quan hệ với vị long ngư đảo chủ thống trị một thời đại kia trên gương mặt nàng đầy sùng bái khi nhắc tới những hành động vĩ đại và tinh dật gân trong lúc vương thiên quân lập nghiệp ví dụ như linh căng thiên phẩm, tư chất kinh người, đột phá trúc cơ kết đang quá nhanh, thậm chí mới 160 tuổi đã ngưng tụ nguyên anh thành công. Sau đó, hắn còn giết chết tà tu làm loạn, danh tiếng chấn động ba nước. Đến lúc này, hắn không ngờ thăng cấp nguyên anh hậu kỳ, trở thành đảo chủ của phỉ thúy đảo, tương lai có hy vọng đạt tới hóa thần. Có người nói lần này ăn mừng đối phương thăng cấp nguyên anh hậu kỳ, sẽ mở tiệc ba tháng trên phỉ thúy đảo, còn tổ chức rất nhiều hội đấu giá và phòng giao dịch có thể nói chuyện quan trọng hiếm thấy ở tu tiên giới nam hoang thiếu nữ mới là tu vi luyện khí nhưng cũng dẫn theo con cháu nhà mình chuẩn bị lên trên đảo tập hợp với tộc lão nhà mình mở mang thêm kiến thức đương nhiên nếu đám tiểu bối có thể lọt vào mắt xanh của một vị cao tu nào đó được nhận làm đệ tử thì càng tốt hơn dựa vào uy danh của vị đại tu sĩ vương thiên quân kia trấn áp Bây giờ thật sự không có phỉ tu nào không có mắt dám đánh cướp người đi tới phỉ thúy đảo ăn mừng, bởi vậy trên đường đi vẫn tính là an toàn. Đây chính là cơ duyên hiếm có. Thì ra là thế. Nghe được là hậu nhân của vương tiểu hổ, phương tịch cũng thấy buồn cười. Nhớ năm đó, hắn cũng từng nâng đỡ nguyễn gia, trung gia, hậu hải gia cũng dựa vào tổ tiên là hải đại ngưu, mặc dày mày dạng chiếm tiên cơ ở phỉ thúy đảo. Kết quả không ngờ được sau trăm ngàn năm người thật sự nổi danh lại là vương gia không có tồn tại lắm nâng đỡ quá nhiều trái lại tạo thành dựa dẫm mất đi ý chí tranh mạng với trời của tu sĩ phương tịch nhanh chóng nghĩ đến nguyên nhân trong đó chẳng qua đây cũng là lựa chọn của mỗi người mà thôi bây giờ các gia tộc nguyễn gia và hải gia đều không thể khinh thường thậm chí bọn họ vẫn chiếm lợi ích nhất định ở trên phỉ thúy đảo vẫn được vương thiên quân thừa nhận không thừa nhận cũng không được Vương Thiên Quân từng đi ít kiến thủy lão tổ Đông Hải, tất nhiên sẽ hiểu tu tiên giới Nam Hoang có thể ổn định đến nay vẫn là dựa vào ân huệ của Long Ngư đảo chủ còn lưu lại. Nếu đã dựa vào ân huệ của Long Ngư đảo chủ còn lưu lại, tất nhiên phải chăm sóc tốt cho hậu nhân người quen cũ của đối phương. Làm đại tu sĩ, nếu có chút chuyện như vậy cũng không biết nên lấy hay bỏ, vậy đã không tới phiên hắn ngưng tụ ta nguyên anh. Đại thúc có muốn ăn hạt sen không? Nữ hài phía sau thiếu nữ cầm lấy một nắm đài sen tươi trong tay, cười tủm tỉm hỏi: "Được." Phương Tịch giơ tay lên, dùng pháp lực thu hồi một đài sen. Hắn tùy ý bóc đài sen, móc ra hạt sen trắng ngọc và ném vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong miệng thơm lừng kèm theo chút vị đắng. "Chẳng lẽ đạo hữu, tiền bối là đại tu sĩ trúc cơ?" Thiếu nữ luyện khí đang chống thuyền nhìn thấy Phương Tịch vận dụng pháp lực dễ dàng như vậy, không khỏi cảm thấy kinh hải. "Đại tu, trúc cơ." đúng là từ ngữ quá xa xôi phương tịch mỉm cười trong tay có ánh sáng màu xanh lóe lên hắn lấy hai trái cây từ trong địa tiên linh cảnh ném về trên linh thuyền của hai nàng các ngươi mời ta ăn hạt sen ta cũng mời các ngươi ăn hai trái cây con thuyền nhỏ dưới chân hắn lóe lên bóng người không ngờ đã biến mất mấy ngày sau phi thăng đài trên bắc nguyên theo trận pháp nổ mạnh một vết nứt hư không cực lớn hiện ra Thủy Linh Tâm cuối cùng quay đầu liếc nhìn lại nhân gian, tiếp theo không hề do dự hóa thành một tia sáng tiến vào bên trong lối đi phi thăng. Ngân Tiên đài của Thiên Phạm Doanh ở địa tiên giới, ở đây vốn chia ra làm mấy chục mấy trăm ngân tiên đài nhỏ, lần lượt tương ứng với hạ giới khác nhau. Về sau trải qua nhiều lần cải cách, tất cả được sát nhập làm một chỗ. Phương Tịch nghi ngờ, đây là Kim Cương Tử cố ý làm để chọc Trường Thanh Tử khó chịu. Một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên rất nhiều tu sĩ thiên phạm doanh lần lượt cung kính chờ đợi. bọn họ biết được lại có tu sĩ phi thăng đến. hoa nghênh đạo hữu phi thăng địa tiên giới, bản tọa là hoa nghiên của thiên phạm doanh. hoa nghiên cười hiếp mắt về phía thủy linh tâm giới thiệu quy định địa tiên giới. một tia sáng bỗng nhiên bay vào trong doanh và ầm ầm hạ xuống. pháp lực khủng khiếp tấp phản hư khiến các tu sĩ xung quanh lần lượt biến sắc. hóa ra là phương tiền bối, cung kính đón phương tiền bối trở lại chốn cũ sắc mặt hoa nghiêng chợt biến đổi tiếp theo cung kính hành lễ cho dù đối phương đã rời khỏi thiên phạm doanh nhưng làm đại năng phản hư lại ở trong thiên phạm doanh kết giao với rất nhiều thống lĩnh có thể dễ dàng bóc chết nàng nàng không thể không cung kính ngươi là đại phương tiền bối thủy linh tâm nhìn phương tịch kinh ngạc nói đúng vậy ta tới đón ngươi về nhà trên mặt phương tịch thoáng hiện ra ý cười phương tiền bối Thủy Linh Tâm choán ván đi theo phương tịch ra khỏi phạm thiên doanh, lúc này mới nghĩ đến điều gì đó. Một nghìn linh thạch cực phẩm kia, Linh Tâm sẽ trả lại cho tiền bối. Còn chưa chúc mừng tiền bối đã thăng cấp phản hư. Mặc dù tu sĩ phản hư có chút đặc quyền, nhưng phương tịch biết không thể vượt quá ranh giới. Phí chuột thân của tu sĩ phi thăng là do nhân tộc ngũ tử cùng quyết định đưa ra. Nếu mình cố thay đổi điểm ấy thì không khác nào muốn đối đầu với cả nhân tộc, thật sự không có lý trí dù sao chuột thân chẳng qua chỉ là một nghìn linh thạch cực phẩm thôi hắn giao tiền giải quyết là được rồi trừ khi mình thăng cấp đại thừa mới có thể tùy ý thay đổi điều khoản này chẳng qua cơ duyên xảo hợp mà thôi ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ ngươi bây giờ nàng đã tu luyện tới hóa thần viên mãn chỉ sợ cũng sắp đổ kiếp phương tịch mỉm cười và bỏ qua chuyện trả linh thạch cảnh tượng này khiến hắn thấy hơi quen quen trong lòng chua xót đây cũng là cảm giác của trường sinh giả sao đáng tiếc tất cả đã thành cảnh còn người mất từ lâu sư tôn nàng ở đâu đôi mắt thủy linh tâm lập tức sáng lên linh tâm đã lâu không gặp sư tôn đúng là nên tới bái kiến thành thiên phạm phương tịch thản nhiên giải thích chuyện địa tiên giới khai hoang từ tam giới sơn đi tới thiên phạm vực cần ngồi truyền tống trận siêu cấp truyền tống trận siêu cấp vậy phí truyền tống Thủy Linh Tâm thông minh, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Ta với sư phụ của ngươi kết giao ngang hàng, cũng coi như sư thúc của ngươi. Ngươi không cần khách khí với ta. Phương Tịch trịnh trọng nói. Trên thực tế, chi phí đi truyền tống trận siêu cấp càng cao hơn, cần tiên ngọc. Bởi vậy phần lớn người có thể du lịch vượt qua địa vực đều là tu sĩ từ phản hư trở lên. Chẳng qua điều này chẳng là gì đối với Phương Tịch. Trong 500 năm qua, Ngoại đạo hóa thân của hắn có thân tự do, thường kiếm cớ cửi truyền tống trận siêu cấp đi tới các cương vực nhân tộc khác nhau, thu thập các loại kỳ công bí thuật, kỳ trân dị bảo, đồng thời cũng âm thầm đặt tọa độ không gian ở phần lớn các nơi trong nhân tộc. Nói cách khác, những thế lực siêu cấp nắm giữ truyền tống trận siêu cấp chỉ có thể giết phương tịch một lần, không thể nhiều hơn. Thậm chí, phương tịch có thể lập tức mở ra nghiệp vụ truyền tống, cướp giật bát cơm của những thế lực siêu cấp kia tuy hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vâng, sư, sư thúc. Thủy Linh Tâm lập tức ngoan ngoãn đổi cách xưng hô. Vậy mới đúng chứ. Phương Tịch cười tủm tỉm đáp một tiếng. Sau đó, hắn dẫn theo Thủy Linh Tâm đi tới vị trí truyền tống trận siêu cấp, đưa ra hai tiên ngọc. Bên trong động phủ của Phương Tịch ở thành thiên phạm. Sư Tôn. Thủy Linh Tâm nhìn thấy Vân Hy tiên tử, lập tức quỳ gối. Cốt cốt cốt, Trước khi sư phụ đột phá có thể nhìn thấy ngươi bình yên phi thăng, trong tâm ma nhất định có thể bớt đi một tầng số kiếp. Vân Hy Tiên Tử đỡ Thủy Linh Tâm dậy, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, không khỏi lộ vẻ thỏa mãn. Ngươi được thiên phạm quân sắp xếp nhiệm vụ chưa? Nhờ có Phương sư thúc quan tâm, đã thay Linh Tâm chuột thân rồi. Thủy Linh Tâm nhỏ nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, tuy liệu nhớ biết rõ lúc đó Phương Tịch mới chỉ là cảnh giới hóa thần còn có rất nhiều chỗ bất đắc dĩ, trong lòng nàng vẫn chua xót. Như vậy thì tốt rồi. Vân Hy tiên tử lại mừng rỡ. Kể từ đó, ngươi không cần nhờ thế lực khác che chở, làm tán tu tu luyện là được rồi. Một mạch bồng lai tiên đảo của ta cuối cùng vẫn phải nhờ ngươi phát dương quan đại. Vân Hy tiên tử hiểu rất rõ, trước đây nàng và liễu như bái sư thiên mị tông vì có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Thủy Linh Tâm vẫn tốt hơn các nàng rất nhiều mà lúc này nếu nàng đột phá phản hư thành công có tu sĩ phản hư chiếu cố bản thân thủy linh tâm lại là hóa thần đủ để khai tông lập phái ở địa tiên giới cho dù vân hy tiên tử đột phá thất bại nhìn sự đối xử khác biệt của phương tịch sau này chắc hẳn hắn sẽ che chở vẫn không thành vấn đề kể từ đó phiền muộn trong lòng nàng cũng hết thật sự có ích cho việc đột phá tâm ma kiếp hôm nay để hoan nghênh linh tâm sư điệp phi thăng xem ra bản tọa phải bộc lộ tài năng rồi phương tịch cười ha ha và đi chuẩn bị các màu món ngon lại mở mấy bình rượu cùng uống với ba nàng gương mặt liễu nhứ và vân hy đỏ bừng bất giác đã ngấm say không ngờ sư thúc vẫn có trình độ linh trù như thế thủy linh tâm gắp một miếng thịt hoang thú chỉ thấy thịt này trong suốt lấp lánh giống như thủy tinh ăn ở trong miệng càng ngon hơn gần như khiến cho người ta không nỡ nuốt xuống từng luồng nguyên khí đã được luyện hóa vô cùng ôn hòa giống như dòng nước ấm chảy vào trong bụng xoa dịu tứ chi bách hài pháp lực khí huyết nàng không khỏi thán phục ha ha sư thúc ngươi cũng chỉ có chút sở thích này thôi phương tịch cười ha ha nhưng thật ra là trước khi bản tôn đột phá ngoại đạo hóa thân hắn căn bản không thể tu luyện về sau hắn bị phải tu luyện huyền minh kỳ mỗi ngày chỉ cần bồi dưỡng thần anh kiếm và sáu ma hỏa cùng với ngũ hỏa thất cầm phiến ngoài ra hắn căn bản không cần tu luyện gì chỉ có thể nghiên cứu bách nghệ tu tiên khác Vân Hy đạo hữu có thể có thu hoạch gì trong hội đấu giá lớn lần này không? Phương Tịch và ba nàng đều không phải là người ngoài, vì vậy mở miệng hỏi thăm. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Vân Hy và Liễu Nhứ đều trở nên nghiêm túc. Vân Hy đang muốn nói với đạo hữu. Cảm ơn trước đây đạo hữu đã đổi tiên ngọc, Vân Hy mới có khả năng đấu giá được một dọc lưu ly tiên lộ ở trên hội đấu giá lớn. Lưu ly tiên lộ. Phương Tịch khẽ nhíu mày, Linh vật phản hư này có thể trợ giúp tu sĩ hóa thần viên mãn chế luyện tiên nguyên khí, nhưng hiệu quả còn kém hơn lưỡng nghi phá hư đang rất nhiều. Không chỉ có vậy, ta với tỷ tỷ cùng sử dụng cống hiến, đổi từ trong môn phái ra một phạm kim bát thức đan, chắc hẳn sẽ có lợi khi vượt qua tâm ma kiếp. Liễu Nhứ cười nói: "Thật ra điều này vẫn là nhờ vào phương tịch, bằng không cho dù hai nàng có nhiều cống hiến như vậy, cũng không biết phải xếp hàng tới bao giờ." Kể từ đó, cảnh giới và pháp lực thậm chí tâm ma đều đã chuẩn bị xong, còn đại thiên kiếp chuẩn bị thế nào? Phương Tịch hỏi về điểm mấu chốt nhất. Nhắc tới điều này, Vân Hy tiên tử và Liễu Như liếc mắt nhìn nhau, hình như cuối cùng hạ quyết tâm. Phương Tịch lập tức biết được, năm đó hai nàng này thu được cơ duyên chắc hẳn có liên quan tới đại thiên kiếp. Vân Hy tiên tử búng ngón tay, từng cấm chế hiện ra xung quanh. Động phủ của Phương Tịch vốn đã bố trí trận pháp, còn làm như thế thì hiển nhiên có liên quan đến chuyện cực kỳ quan trọng. Thủy Linh Tâm nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi âm thầm vận chuyển pháp lực, xua tan chút hơi say trong người. Phương Tịch cười như không cười, cầm chén rượu lặng lặng lắng nghe. Đạo hữu có từng nghe nói tới. Cửu U tuyệt sát âm mạch. Vân Hy Tiên Tử nói với giọng điệu nghiêm túc. Dường như là một loại âm mạch. Phương Tịch nhíu mày. Ở trong địa tiên giới, âm mạch như thế chắc hẳn cũng khá hiếm thấy. Đúng là vậy, có một lần ta với liễu như muội muội làm nhiệm vụ bao vây tiêu diệt tà vật, đội ngũ bị một con hoang thú nguyên cổ để mắt tới. Hai người chúng ta hoảng sợ không chọn đường, phát hiện ra một cửu u tuyệt sát âm mạch. Ở trong âm mạch còn có thi thể của một tu sĩ cổ. Vân Hy Tiên Tử nói, trong mang hoang có rất nhiều cơ duyên, có thể phát hiện ra một cửu u âm mạch cũng coi như cơ duyên của hai vị đạo hữu không nhỏ nhưng chẳng lẽ đạo hữu muốn chuyển thành quỷ tu phương tịch nhíu mày tuy quỷ tu có thọ nguyên dài dằng dặc nhưng phải chết để vứt bỏ thân thể tương đương với một sinh mạng mới trong hạ giới quỷ tu thường không có ký ức khi còn sống vẫn luôn khát máu hoàn toàn khác với trước nhưng chẳng bao lâu phương tịch đã kịp phản ứng ra những người đó chỉ là quỷ tu hoang dã nếu thật sự có bí pháp ví dụ như lão quỷ thậm chí có thể duy trì lý trí nhất định Bí thuật của lão quỷ và âm lão đều đến từ thanh đế sơn, đạo thống của thanh đế sơn đến từ địa tiên giới. Cho nên trong địa tiên giới chắc hẳn có bí pháp chuyển hóa thành quỷ tu vẫn duy trì lý trí của tu sĩ. Phương tịch uống một hớp linh tửu, lặng lặng chờ đợi. Từ trên thi thể của tu sĩ cổ kia, ta với liễu nhớ muội muội phát hiện một trang công pháp quỷ tu có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Vân Hy tiên tử cười gượng. Công pháp quỷ tu này cũng bình thường, nhưng trong đó có một môn bí thuật thực sự khiến Thiếp thân động lòng. Nhưng liên quan tới đột phá phản hư. Trong lòng Phương Tịch có suy đoán. Đúng là vậy, trong địa tiên giới có một môn bí thuật có thể khiến tu sĩ toái đang thành anh thất bại chuyển hóa thân thể nguyên anh thành pháp thân nguyên anh. Tuy pháp lực của loại nguyên anh này suy yếu, cả đời không thể đột phá hóa thần cảnh, nhưng chung quy vẫn là nguyên anh. Liễu Như giới thiệu Bí pháp quỷ tu đó cũng tương tự với loại này nhưng cao minh hơn rất nhiều, chính là cho tu sĩ hóa thần sử dụng. Nếu sau khi tu sĩ hóa thần đột phá bình cảnh phản hư, vượt qua tâm ma kiếp lại không nắm chắc vượt qua đại thiên kiếp, lại có thể tự chém một kiếm thi giải hóa quỷ tu. Loại quỷ tu phản hư này, có người nói uy lực đại thiên kiếp phản hư sẽ suy hơn, đồng thời còn có thể duy trì ký ức khi còn sống. Thi giải hóa quỷ Chẳng lẽ môn bí thuật sẽ không có tai họa ngầm gì? Phương tịch nhíu mày. Khi thi triển môn bí thuật này cần một vài đan dược và pháp khí, ta với tỷ tỷ thu thập chế luyện đầy đủ hết từ lâu. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là một cửu u tuyệt sát âm mạch. Về phần trả giá à? Liễu nhứ cười gượng trả lời. Hóa thành quỷ tu, từ nay về sau khó có thể rời khỏi âm mạch ký thác quá xa quá lâu, cùng với không có cách nào thăng cấp đại thừa. Điều này có tính là giá đắt không? quỷ tu không có cách nào thăng cấp đại thừa à sắc mặt phương tịch chấn động tất nhiên rồi ta với tỷ tỷ cố ý lật xem không ít sách cổ tông môn phát hiện từ trước tới nay không có quỷ tu nào có thể vượt qua tiên kiếp của đại thừa sắc mặt liễu nhứ cũng không gì không cam lòng nhưng ta với tỷ tỷ có thể đột phá phản hư đã cảm thấy mỹ mãn rồi quỷ tu có thọ nguyên dài nếu tương lai thăng cấp hợp thể sợ rằng thọ nguyên không kém gì tu sĩ đại thừa về phần đại thừa tán tiên thì căn bản không dám nghĩ tới. Bởi vậy quỷ tu không có cách nào thăng cấp đại thừa căn bản không có ảnh hưởng gì tới tỷ muội chúng ta. Nếu hai vị đã lựa chọn như vậy, ta sẽ hộ pháp cho hai vị đạo hữu." Phương Tịch suy nghĩ rồi nghiêm túc cam kết. Về phần cho mượn Hỗn Nguyên Thiên La tán các loại, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Hỗn Nguyên Thiên La tán là bảo bối của lão tổ Vương gia. Nếu như cho mượn sau này thân phận của lão tổ vương gia lại có sơ hở. Ngoại đạo hóa thân chơi thế nào cũng không ao, dù sao hắn không phải là bản tôn. Nhưng vẫn phải giữ tốt thân phận lão tổ vương gia này, không thể để lộ ra. Phương Tịch suy nghĩ rồi nói, chuyển hóa quỷ tu chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ cuối cùng. Ta còn có thể cho mượn một món bảo vật phản hư cấp 6. Tuy nó không phải là bảo vật hóa lôi nhưng chắc hẳn có chút tác dụng đối với việc chống đỡ lôi kiếp. Hắn nghĩ, Lúc này pháp bảo bản mệnh của ninh lão ẩu và cấp lão ma có thể phát huy công dụng rồi. Cảm ơn đạo hữu. Vân Hy tiên tử nghiêm túc cảm ơn. Tự chém một kiếm hóa thành quỷ tu chính là thủ đoạn bảo toàn tính mạng cuối cùng. Nếu có thể, nàng tất nhiên muốn vượt qua lôi kiếp để trở thành một tu sĩ phản hư được người người tôn sùng. Điều đó cũng không phải không có ràng buộc. Ta còn muốn quan sát tiên tử độ kiếp, đồng thời ta cũng muốn mượn xem công pháp bí thuật quỷ tu kia. Phương Tịch cười nói. Tất nhiên rồi. Vân Hy và Liễu Như liếc mắt nhìn nhau và rất sung sướng trả lời. Phương Tịch quan sát Vân Hy tiên tử phá cảnh, tương đương với có thêm một vị hộ pháp. Cho dù hắn không nói, hai nàng cũng có ý đó. Sư Tôn. Ngược lại, Thủy Linh Tâm có phần xúc động. Vì sao không chờ thêm một thời gian? Có thêm chút thời gian chuẩn bị, không chừng có thể thu thập được bảo vật và bí thuật hóa lôi sở dĩ tu sĩ phi thăng chúng ta có thể xuất hiện vô số, chính là vì có thêm một phần nhuệ khí so với tu sĩ bình thường khác. Vân Hy tiên tự lắc đầu và thở dài. Lúc này, ta tự cảm thấy tinh khí thần viên mãn, đạt đến mức độ đỉnh cao nào đó. Nếu lại kéo dài, chỉ sợ sẽ từ đỉnh cao suy sụp. Đến lúc đó, cho dù thu được một số bảo vật, trong lòng lại có thêm một phần tan thương, chỉ sợ cũng là được một mất mười. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, chỉ có bản thân tu sĩ mới có khả năng nắm bắt chính xác. Hơn nữa, tu sĩ phi thăng theo đuổi cảnh giới cao hơn đã gần như biến thành bản năng. Thủy Linh Tâm nghe tới đây thì không tiện khuyên nữa. Mấy tháng sau ở mang hoang, phương tịch hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lao dọc theo sơn cốc xuống, chỉ thấy được một vết nứt trong lòng đất. Sau khi hắn tiến vào trong khe nứt, lại có từng luồng khí âm sát ập vào mặt. Đây là cửu u tuyệt sát âm mạch sao? hắn cảm nhận được một khí tức không hiểu mạnh mẽ đang chuyển động trong hư không không khỏi lẩm bẩm một tiếng lúc này ba luồng ánh sáng bay tới người đi đầu hiện ra bóng dáng của vân hy tiên tử nhìn da mặt của nàng không ngờ có phần trong suốt mơ hồ có thể nhìn thấy được mạch máu bên dưới xem ra vân hy đạo hữu đã luyện thành môn công pháp kia đã chuẩn bị cho bước cuối cùng rồi phương tịch thấy vậy không khỏi than thở sau khi hắn xem lướt qua từng môn công pháp quỷ tu tất nhiên sẽ hiểu trạng thái của vân hy tiên tử bây giờ chính là dấu hiệu hoàn thành môn bí thuật tiếp theo vẫn mong đạo hữu hộ pháp cho vân hy vân hy tiên tử nói nếu tất cả thuận lợi sẽ không cần chuyển sang tu luyện quỷ tu nếu không thuận lợi vậy không có gì để nói nữa cho dù tu sĩ phi thăng chỗ nào cũng có người chết ở dưới đại thiên kiếp ừ phương tịch gật đầu và bay ra khỏi khe nứt tiện tay thả ra một tòa cung điện màu xanh cung điện này vốn nằm trong một hạt châu màu xanh sau khi rót pháp lực vào hạt châu tản ra hình thành một mảnh mây xanh cung điện lại nằm ở trên mây xanh có vẻ vô cùng tuyệt vời phương tịch đi thẳng tới trong cung điện ngồi dưới một gốc cây nguyệt quế thủy linh tâm đi theo sau lưng phương tịch rót cho hắn một chén linh trà sư thúc sư tôn nàng lấy tư chất và sự chuẩn bị vân hy tiên tử có thể nắm chắc năm phần Phương tịch nhấp một hớp linh trà nước, thản nhiên nói. Đồng thời, nàng còn có con bài cuối cùng, ngươi cần gì phải lo lắng như vậy? Thủy Linh Tâm nghe vậy, không khỏi cười gượng. Không lâu sau, Liễu Nhứ cũng khống chế độn quan bay đến, ngồi vào chỗ. Ba người thưởng thức trà luận đạo hơn 10 ngày. Bên ngoài, nguyên khí thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Vù vù. Trong thiên địa hiện ra linh lực năm màu, huyễn hóa thành quần sáng và nở ra từng cánh giống như nụ hoa vậy. Nguyên khí thiên địa cuồn cuộn lao đến, hóa thành thủy triều rơi vào trong khe nước. Tiên âm lượng lờ, trong hư không tản ra mùi thơm lạ lùng. Không tệ, không tệ. Phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Có dị tượng này đại biểu Vân Hy Đạo Hữu đã thuận lợi cô động pháp lực thành tiên nguyên khí. Vân Hy tiên tử vốn tu luyện công pháp thuộc tính thủy, nhưng về sau gia nhập thiên mị tông, thu được công pháp trợ giúp tu luyện. Làm tông môn hợp thể, công pháp dành cho đệ tử hóa thần dĩ nhiên có đầy đủ ngũ hành, từ lâu đạt được yêu cầu hợp nhất, khi công kích trên bình cảnh phản hư sẽ không có rào cản. Thậm chí, còn có sự gia tăng nhất định cho việc cô động tiên nguyên khí. Lại thêm lưu ly tiên lộ là kỳ trân trong thiên địa trợ giúp, vân hy tiên tử thành công đột phá bình cảnh phản hư là chuyện hợp tình hợp lý. Vù vù. Vô số nguyên khí thiên địa hội tụ, thậm chí tự động thu hút linh lực thiên địa gần đó, khiến Phương Tịch thấy được, ánh mắt lập tức sáng lên. Ở đây, sau này có thể xuất hiện thêm một linh mạch. Ở nhân gian giới, linh mạch cấp 5 chính là đỉnh cấp. Nhưng ở Địa Tiên giới, tình hình lại khác. Tuy linh mạch cao cấp đều tồn tại, nhưng lại không trợ giúp cho tu sĩ nhiều như vậy nữa. Bởi vì tu sĩ phản hư có thể dẫn dắt nguyên khí thiên địa chỗ đột phá và tu luyện lâu ngày sẽ tự động dẫn dắt linh khí mạch lạc gần đây hình thành một linh mạch mới. Càng không cần phải nói tới có bí pháp có thể di chuyển linh mạch. Tiên nguyên khí luyện lại sẽ dẫn dắt nguyên khí thiên địa vào cơ thể, Vân Hy tỷ tỷ đã là tu sĩ phản hư chân chính rồi. Vẻ mặt liễu như trái lại trở nên nghiêm trọng. Tiếp theo chính là kiếp số. Sau khi cô động tiên nguyên khí thành công, đột phá phản hư bình cảnh, lại đại biểu tu sĩ thật sự không còn đường lui hoặc là vượt qua tai kiếp trở thành phản hư. Hoặc là chỉ có chết. Sau khi đột phá chính là tâm ma kiếp. Thủy Linh Tâm thì thào một tiếng, bên tai dường như nghe được phạm âm vang lên. Chỗ khe nước trên mặt đất có từng ánh sáng màu vàng hiện ra, có cảnh tượng hoa rơi đầy trời, sen vàng đầy đất. Không cần phải lo lắng, Vân Hy tỷ tỷ đang sử dụng linh đan trong sư môn. Kể từ đó, tâm ma kiếp sẽ không phải là vấn đề lớn, tiếp theo chính là lôi kiếp trong lòng liễu nhứ có dự cảm không tốt trước đây lúc đổi cống hiến trong sư môn thật ra vân hy tiên tử có hai lựa chọn thứ nhất chính là bảo vật chống đỡ tâm ma kiếp thứ hai chính là một món bảo vật hóa lôi có thể trao đổi quyền sử dụng trong ba năm vân hy tiên tử cân nhắc thật lâu cuối cùng vẫn chọn linh đan rất rõ ràng điều này đại biểu thật ra nàng đã có sự lựa chọn từ lâu ít nhất trong lòng đã có dự đoán tâm ma kiếp luân hồi trăm nghìn đời bên ngoài chỉ là chớp mắt trong không trung có tiếng sấm mơ hồ từng tia chớp màu vàng giống như sợi dây xích thậm chí ác cả tiếng phạm âm ban đầu đại thiên kiếp tới rồi ánh mắt phương tịch chợt trở nên nghiêm nghị phần lớn tu sĩ đột phá đều tự mình chuẩn bị tất cả trên cơ bản bọn họ bị đại thiên kiếp đánh chết là nhiều nhất xoẹt một đợt sấm sét màu vàng đánh xuống bị nguyên khí thiên địa giữa không trung ngăn cản vù vù trong hư không hình như có tiếng hải triều vang lên tiếp theo lại hiện ra gương mặt mơ hồ của một nữ tử gương mặt kia dường như hoàn toàn do nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành trong tay cầm một thanh đinh ba vung vẩy về phía bầu trời xoẹt thiên kiếp thứ hai đánh xuống gương mặt và đinh ba kia lập tức nổ tung hóa thành từng mảnh vỡ vù vù từ trong khe nước lại bay ra một cây quải trượng gỗ đen quải trượng này lập tức trở nên khổng lồ trong lúc vung vẩy lại phóng ra từng trận gió lạ màu đen cùng phong nổi lên, các bay đá chạy, không ngờ đỡ được ba đợt sấm sét tiếp theo. Không hổ danh là bảo vật phản hư. Liễu Như khen ngợi một tiếng và nhìn về phía phương tịch. Nàng cảm giác tương lai lúc mình đột phá cũng cần chuẩn bị trước loại bảo vật phòng thân này. Thế nhưng, bảo vật cấp 6 quý giá tới mức nào? Chỉ sợ nàng vẫn phải mặc giày đi mượn. Chỉ sợ. Không ổn rồi. Phương tịch nhìn sấm sét trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành. Dù sao hắn cũng là tu sĩ phản hư, đã vượt qua đại thiên kiếp, biết uy năng của thiên kiếp. Vân Hy tiên tử sử dụng bảo vật phản hư quải trượng gỗ đen kia hơi sớm. Gào gào. Lúc này, chỉ thấy quải trượng gỗ đen kia gào thét một tiếng và hóa thành một rắn kỳ quái một sừng màu đen. Nó cùng người lại và nghênh đón thiên kiếp thứ sáu. Phục. Một tia chớp màu vàng đánh vào trên thân con mãng xà lớn màu đen, Khiến nó kêu thảm một tiếng, từng mảnh vảy rạn nứt. Vô số khí đen tản ra khắp nơi, hiện ra hình dáng thật sự của quải trượng gỗ đen. Chỉ là lúc này, từng tia điện màu vàng rơi vào trên quải trượng, không ngờ trực tiếp cháy lên một ngọn lửa màu vàng. Ở trong ngọn lửa, quải trượng gỗ đen rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên bị gãy và hóa thành mấy khúc than, rơi xuống đất. Trên bầu trời đang ấp ủ một tia chớp càng mạnh hơn. Trong đó có vô số chữ truyện màu vàng không ngừng di chuyển phóng ra khí tức khủng khiếp. Không. Thủy Linh Tâm nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt thoáng hiện vẻ bi thương. Ôi! Từ trong khe nước bỗng nhiên truyền ra một tiếng thở dài thê lương. Dưới mặt đất, búi tóc của Vân Hy Tiên Tử tung ra, khóe miệng rỉ máu, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kiên nghị. Quả nhiên, đã đến bước này. Bàn tay trắng miệng của nàng chỉ một cái, một thanh phi kiếm tinh thuần không tì vết, hình như còn chưa khai phong thấy máu đã hiện ra, đây là pháp kiếm Đây chính là tu sĩ cao cấp chuyên môn sử dụng để binh giải Vân Hy tiên tử căn cứ theo bí thuật trong công pháp quỷ tu đặc biệt chế tạo ra Nàng không hề do dự, bàn tay trắng miệng chỉ một chỉ Phục Mũi kiếm cắt qua phần cổ trắng miệng như thiên nga của nàng, một chùm máu trực tiếp bắn ra Trong ánh sáng máu, một nguyên anh bay ra, tướng mạo giống hệt với Vân Hy tiên tử Trên mặt nàng thoáng hiện nụ cười gượng hai tay bấm quyết và kết hợp với cửu u tuyệt sát âm mạch phía sau ô ô vô số tiếng quỷ khóc vang ra số lượng lớn khí âm sát vọt tới không ngờ khiến nguyên anh của vân hy tiên tử tan chảy chỉ để lại một tia thần hồn tinh khiết nhất thần hồn này nhanh chóng hấp thu âm khí của cửu u lập tức trở nên có hình có chất nhắc tới cũng kỳ lạ khi vân hy tiên tử binh giải tia chấp hình cầu trên bầu trời màu vàng kia bỗng chốc trở nên do dự chậm chạp không rơi xuống thậm chí về sau, khí tức hủy diệt trong thiên kiếp kia cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng tia chấp hình cầu sụp đổ, hóa thành một cuộc sấm sét màu vàng to bằng thùng nước ầm ầm đập xuống. Thiên kiếp thứ 8, thứ 9 cũng giống vậy. Bí thuật quỷ tu này chỉ làm suy yếu đại thiên kiếp, nếu vẫn không qua được thì chỉ có một kết quả hồn bay phách lạc. Nhìn thấy sấm sét màu vàng thứ 9 hạ xuống, trong lòng phương tịch dao động, hóa thành một tia sáng lao tới dưới đáy khe nước. Ở chỗ này đang có một nữ tử với phong thái tuyệt thế, mặc chiếc váy trắng với dáng vẻ phiêu dật không ngừng hấp thu khí âm mạch của cửu u tuyệt sát, tạo lại quỷ thể. Ánh mắt phương tịch chấn động, cảm giác thân thể của Vân Hy lúc này không ngờ không khác nào cơ thể người sống. Chúc mừng đạo hữu đã độ kiếp thành công, thành quỷ tu phản hư. Hắn mỉm cười, nhìn Vân Hy tiên tử có thêm một âm văn hiện ra ở giữa chân mày, chắp tay làm lễ nói. Sau khi thiếp thân đã trở thành quỷ tu mới hiểu được trời xanh bạc bẽo với quỷ tu chúng ta thế nào. Giọng nói của Vân Hy Tiên Tử trở nên huyền ảo, khí chất mờ mịt. Lúc này, nàng lại khẽ thở dài. Hả? Vì sao? Thần thức của phương tịch đảo qua, nhìn thấy liễu nhứ và thủy linh tâm cũng xuống theo. Hắn không gì hề che giấu, hỏi thẳng. Căn cứ vào cảm xứng của thiếp thân sau khi trở thành quỷ tu. Tuy uy năng đại thiên kiếp của phản hư sơ kỳ giảm bớt không ít, nhưng sau này mỗi khi quỷ tu nâng cao một cảnh giới đều sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Thậm chí cường độ vượt xa tu sĩ bình thường. Tới khi gặp đại thiên kiếp hợp thể cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Vân Hy tiên tử yếu ớt thở dài. Về phần tiên lôi kiếp đại thừa càng khó có thể tưởng tượng được, căn bản chắc chắn phải chết. Hóa ra quỷ tu là chức nghiệp giai đoạn trước, đến giai đoạn sau sẽ bị suy yếu lôi kiếp ban đầu kém hơn tu sĩ nhưng về sau sẽ càng lúc càng mạnh trong lòng phương tịch cảm thấy bất đắc dĩ nhưng đối với những tu sĩ hóa thần thậm chí không có cách nào vượt qua phản hư đại thiên kiếp nhất định phải chết ở trong thiên kiếp phương pháp binh giải này vẫn có chút giá trị tuy khí tức của vân hy tiên tử lúc này rất không thực nhưng thật sự đạt đến cảnh giới phản hư sơ kỳ sư tôn thủy linh tâm nhìn thấy sư tôn như vậy cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp đồ nhi sau này ở đây chính là sơn môn bồng lai tiên đảo ở địa tiên giới ngươi là tông chủ vân hy tiên tử mỉm cười ta còn cần bế quan mấy năm củng cố thân thể quỷ tu sau khi tu sĩ đột phá cảnh giới lớn bình thường còn cần củng cố đây là điều phải chú ý phương tịch và liễu nhứ không tiện làm phiền bay ra khỏi khe nứt trong lòng đất hắn nhìn lướt qua tu vi của liễu nhứ phát hiện nữ tử này đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cách hóa thần viên mãn không xa. Chỉ là, lần này Vân Hy tiên tử thăng cấp đã tiêu hao hết tích lũy của hai nàng. Liễu đạo hữu, không biết ngươi chuẩn bị khi nào sẽ thăng cấp? Phương Tịch hỏi một câu. Ta không bằng Vân Hy tỷ tỷ, chỉ sợ còn phải tích góp thêm mấy trăm năm. Liễu như vén tóc bên tai, khẽ thở dài. Đồng thời, khí âm mạch ở cửu u tuyệt sát kia chỉ đủ cho một người sử dụng thăng cấp phản hư. Bây giờ, sau khi nàng biết được tác hại thật sự của quỷ tu phản hư, nàng vẫn có lo lắng nhất định, không biết mình có nên đi theo con đường này không. Hơn nữa, thiếp thân còn phải xin tông môn cho Vân Hy tỷ tỷ nghĩ, đồng thời đi tới thiên phạm quân chuột thân. Liễu nhớ nói đến đây thì liếc nhìn Phương Tịch với vẻ mặt hình như hơi buồn bã, quán trách. Phương Tịch cười ha ha. Chuyện chuột thân, đạo hữu giao linh thạch cho ta, ta sẽ thay ngươi làm là được rồi. Đồng thời, đạo hữu vừa lúc có thể nhân cơ hội lấy lại tự do bây giờ vân hy tiên tử giả thăng cấp phản hư cho dù nàng là quỷ tu nhưng vẫn là phản hư tất cả đều dễ bàn phương tịch không ngại thuận nước dông thuyền đương nhiên liễu nhứ vẫn phải tự mình bỏ ra linh thạch cực phẩm ở động phủ vương gia tại yêu nguyệt tiên thành tiếng đàn sáo không ngừng vang vọng trong động phủ phương tịch vừa nhấm nháp linh thiện rượu ngon vừa nhìn một đám nữ tu nhảy múa những nữ tu kia đều là người có tu vi nhất định tu luyện công pháp mỹ thuật lúc này các nàng chỉ khoác tấm lụa mỏng với dáng vẻ mê người kỹ thuật nhảy giống như thiên nữ khiến phương tịch nhìn xong phải cười to liên tiếp vỗ tay tốt lắm thưởng có ngoại đạo hóa thân mang trọng trách đi phía trước bản tôn hắn vẫn tập trung hưởng thụ là được rồi các loại hưởng lạc ở địa tiên giới quả nhiên khác với hạ giới khiến hắn được mở rộng tầm mắt chờ đến sau khi nhảy múa mấy bài xong đám vũ nữ hành lễ và lui ra. Lúc này, Phương Tịch uống cạn linh tửu trong chén, trong lòng thầm tính toán. Trong khoảng thời gian này trấn tĩnh lại, tinh khí thần đã hồi phục trạng thái viên mãn, ta có thể đi thăng cấp rồi. Trước đó, thiên yêu chân thân đột phá một cửa ải lớn, khiến lực lượng thân thể của hắn tăng vọt, có phần không khống chế được. Biểu hiện chỗ trong lúc hưởng lạc, hắn không dám quá mức thân thiết với mỹ nhân, chỉ sợ nhất thời không cẩn thận sẽ xé rách đối phương. Cũng may với thức ăn ngon, rượu ngon cùng mỹ nữ điều dưỡng rất lâu, phương tịch cuối cùng đã hoàn toàn tiêu hóa được lợi ích sau khi đột phá. Bây giờ hắn thu phát thiên yêu chân thân tự nhiên, sẽ không xuất hiện tình trạng trở tay không kịp, không thu được lực gì đó. Đến lúc này, tất cả chuẩn bị thăng cấp đã được hoàn thành, hắn có thể thử đột phá phản hư trung kỳ. Phương tịch vừa nghĩ đến đây lại bay ra khỏi động phủ, khẽ quát một tiếng. Huyền quy ở đâu? Ngang! tiểu huyền quy ở sâu bên dưới đáy hồ thò đầu ra. Cho dù nó vẫn chưa phát ra khí tức cấp 6, nhưng sóng pháp lực cấp 5 thượng phẩm vẫn khiến vô số tộc nhân của vương gia sợ hãi. Sau khi tiểu huyền quy đáp lại một tiếng, lại hóa thành kích thước cực lớn giống như căn nhà vậy. Phương tịch cưỡi lên trên đó, một đường bay ra khỏi yêu nguyệt tiên thành. Phương tịch làm lão tổ vương gia, khách khanh của yêu nguyệt tiên thành, cùng với đại tu sĩ phản hư, hắn muốn đi đâu, không cần phải giải thích với bất kỳ kẻ nào. Tốc độ của tiểu huyền quy không chậm. Sau khi đến ngoài thành, tốc độ đụng địa còn đột nhiên nhanh hơn, bay về phía đầm lầy nó từng độ kiếp trước đây. Phản hư sơ kỳ đột phá trung kỳ, nhất định phải có tiểu thiên kiếp. Chỗ đầm lầy này không có người ở, ngược lại một chỗ độ kiếp tốt nhất. Kẻ được lựa chọn hộ pháp tất nhiên chính là tiểu huyền quy. Nếu như tiểu huyền quy còn không địch lại, vào thời điểm quan trọng, Phương tịch tất nhiên sẽ triệu hoán ngoại đạo hóa thân đến. Đi đi. Người nào dám tới gần, giết không tha. Phương tịch vỗ một cái vào đầu của tiểu huyền quy, bảo đối phương ở vòng ngoài canh gác. Dưới thân hắn hiện ra một đám mây khói màu xanh, nâng hắn đi tới giữa không trung. Hắn ngồi xếp bằng trên đó. Trong địa tiên linh cảnh. Hai một ngạn thành niên đang dẫn theo một đám một ngạn nhỏ chơi đùa thì bỗng nhiên dừng bước lại, trong đôi mắt cực lớn lộ ra vẻ khiếp sợ ở phía bắc linh cảnh một con giác một dao cực lớn đang mừng rỡ thò đầu ra khỏi lòng đất và gầm lên một tiếng nó cảm nhận được thiên địa này lại mở rộng đồng thời tốc độ cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt giác một dao như dao lại không phải dao giống gỗ nhưng không phải gỗ sự trưởng thành của nó có liên quan mật thiết tới vị trí và hoàn cảnh địa tiên linh cảnh lại thăng cấp đại biểu cho thực lực của nó cũng có thể nên đón một lần nhảy vọt chờ đến sau này chuyện thăng cấp cấp 6 không phải là giấc mơ nữa. Về phần thái tuế và đại thanh à. Một kẻ quá lười, một kẻ có tu vi quá thấp. Căn bản không có phản ứng gì. Trên bầu trời, cửu châu cơ quan thành cực lớn như ẩn như hiện. ầm ầm Cả tòa địa tiên linh cảnh chấn động, tiếp theo lại bắt đầu mở rộng. Thủy tổ yêu ma thụ phát ra cảm xúc vui sướng, lại trưởng thành khỏe mạnh, tăng thêm vô số cành. Ở giữa không trung, vạn một mẫu khí hội tụ, hóa thành từng đám mây màu xanh ngọc bích. Ất một thần lôi, thái ất thần lôi liên tiếp vang vọng. Tiếp theo, từng giọt mưa trộn lẫn với vô cùng sức sống lại tích tí rơi hạ xuống đất, mang đến sức sống vô tận cho đất đai mới được mở rộng. Đột phá Phương tịch đang ngồi xếp bằng, mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được, vạn cổ trường thanh thể trong cơ thể vô cùng sinh động, kích thích công pháp khô vinh quyết bắt đầu tự mình vận chuyển hết lần này tới lần khác thậm chí mỗi khi vận hành một vòng đều sẽ hấp thu linh cơ nào đó từ trong địa tiên linh cảnh khiến tiên nguyên khí của tu vi phản hư sơ kỳ đỉnh phong không có cách nào tiến thêm lại tăng trưởng cuối cùng theo một tiếng sấm mùa xuân nổ vang khô vinh quyết từ phản hư sơ kỳ thăng cấp phản hư trung kỳ tất cả đều thuận theo tự nhiên đơn giản như ăn cơm uống nước vậy không hổ danh là truyền thừa địa tiên phương tịch biết rất rõ trong yêu nguyệt tiên thành có rất nhiều tu sĩ phản hư sơ kỳ đã bị bình cảnh vây khốn khó có thể thăng cấp nhưng lúc này hắn đột phá lại không có gì nguy hiểm cũng không cần đang dược bí pháp giúp đỡ đây là chỗ ưu việt của truyền thừa địa tiên theo địa tiên linh cảnh và linh trăng thiên địa thăng cấp tu vi của tu sĩ cũng sẽ tăng trưởng bây giờ vẫn chỉ là chuyện nhỏ chờ đến tương lai lúc đột phá bình cảnh lớn hợp thể mới thật sự là trợ lực lớn đôi mắt phương tịch sáng ngời tuy đang dược trợ giúp đột phá bình cảnh phản hư vô cùng quý hiếm nhưng tu sĩ phản hư quyết định bỏ ra vốn gốc vẫn có thể thu được vào trong tay nhưng cho dù là ở bên trong tinh thần tông căn bản cũng không có linh đan và bí thuật có thể trợ giúp đột phá cảnh giới hợp thể rất nhiều tu sĩ hợp thể thăng cấp đều dựa vào vận may và sự đặc biệt của bản thân cơ bản vẫn không có cách nào sao chép được mà một khi đạt được cảnh giới hợp thể Thậm chí có tư cách tranh vị trí nhân tộc ngũ tử, đại biểu cho tầng cao nhất của nhân tộc. Chỉ cần ta tích lũy ở trong địa tiên linh cảnh đủ có thể thăng cấp hợp thể, không cần chuẩn bị đan dược chuyên phá dai, đây là một ưu thế rất lớn. Thậm chí sau khi đến hợp thể, ta đột phá bình cảnh giống vậy. Cuối cùng, còn có bình cảnh đại thừa kỳ. Phương tịch hít sâu một hơi, biết được truyền thừa địa tiên và truyền thừa quỷ tu này vừa vặn ngược lại, chính là chức nghiệp giai đoạn sau lớn càng về sau, hiệu quả càng thêm khủng khiếp. Cho dù là nhân tộc ngũ tử cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần đột phá đại thừa kỳ. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời có mây đen giăng đầy, sấm sét chạy loạn. Tiểu thiên kiếp của Phản Hư đến rồi. Tuy nó được gọi là tiểu thiên kiếp, nhưng uy lực sấm sét vẫn vô cùng khủng khiếp. Cho dù là tu sĩ Phản Hư sơ kỳ nhất thời không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp tan thành mây khói. Đi phương tịch bấm tay bắn ra, thi triển ra ba thanh phi đao ngọc đen lấy được từ cấp lão ma. Món bảo vật khí linh phản hư này thà chết không chịu khuất phục, sau khi bị hắn xóa bỏ linh tính, vi năng đã giảm sút khó có thể duy trì được ở tiêu chuẩn bảo vật phản hư cấp 6. Bây giờ chỉ có một công dụng là vật phẩm tiêu hao trong lôi kiếp. Suy Dù gì phi đao này cũng là bảo vật phản hư cấp 6, sau khi bị phương tịch rót pháp lực vào, ánh sáng lập tức tăng vọt, mặt ngoài hiện ra vô số hoa văn giống như lông chim đen như mực từng miếng ngang dọc qua lại bay xéo sáng như điện để lại từng dấu vết ở trong hư không xoẹt một đợt sấm sét màu vàng hạ xuống bị một thanh phi đao ngăn cản tiếp theo là đợt thứ hai đợt thứ ba ầm uhm. thiên kiếp thứ tư hóa thành tia chớp hình cầu bên trong có vô số phù văn màu vàng di chuyển bên ngoài hiện ra từng tia chớp giống như dây xích hình thành một tấm lưới lớn màu vàng chụp xuống đầu phương tịch chỉ một ngón tay ba thanh phi đao kia lập tức tập hợp lại một chỗ hóa thành một con chim ba đầu kỳ lạ con chim khổng lồ gào lên một tiếng không sợ chết lao tới ầm ầm giữa không trung truyền đến một tiếng động lớn con chim ba đầu kỳ lạ kia ngơ ngác ngừng lại ở trong hư không tiếp theo một trận gió nhẹ thổi qua nó bắt đầu hóa thành từng viên bụi bặm từ lông tới người nhẹ nhàng tung bay không ngờ nó lại bị tan thành mây khói như thế quả nhiên là bảo vật vô dụng do người vô dụng sử dụng. Trong lòng phương tịch thầm phỉ nhổ một câu, tay phải duỗi ra. Trong tay hắn đã cầm một cái thiên la tán màu xanh, mặt ngoài có năm màu luân chuyển và hóa thành hỗn nguyên nhất khí. Hỗn nguyên nhất khí kia đi qua nơi nào, nơi đó có vô số sấm sét bị trực tiếp chôn vùi. Sở dĩ bảo vật hóa lôi được yêu thích chính là vì thuộc tính có thể chống lại sấm sét này. Nhưng cho dù là hỗn nguyên thiên la tán cũng có cực hạn. Chờ đến đợt sấm sét thứ sáu kết thúc, Phương Tịch chấp hai tay lại, ở lòng bàn tay hắn hiện ra một triện văn cổ màu xanh sẫm. Linh vực Mở Địa tiên linh vực có thể chống lại lực pháp tắc của giới diện. Thiên kiếp thật ra cũng là một phần của lực giới diện. Làm bí thuật trong truyền thừa địa tiên cũng có đầy đủ thuộc tính suy yếu thiên kiếp, đây chính là bí pháp độ kiếp vô thượng. Ông ông Một ảo ảnh địa tiên linh cảnh hiện ra ở sau lưng phương tịch, mở rộng ra bốn phía. Nó đi qua nơi nào, nơi đó có sức sống dạt dào. Vô số vạn một mẫu khí bừng bừng phấn chấn, khiến linh vực xung quanh đều phát ra tiếng xèo xèo. Ở giữa không trung, đợt sấm sét thứ bảy, thứ tám đã bị biển màu xanh ngọc bích nhấn chìm và biến mất. Không tệ, không tệ. Hỗn nguyên thiên la tán chỉ là cấp 6, đồng thời khó có thể thăng cấp. Nhưng có địa tiên linh cảnh, cho dù đối mặt với đại thiên kiếp đột phá hợp thể, ta vẫn có thể có sức đánh một trận. Phương tịch thấy vậy thì liên tục gật đầu. Cấp bậc của hỗn nguyên thiên la tán có hạn, tối đa là dùng trong lúc đột phá phản hư hậu kỳ. Chờ đến tương lai phản hư viên mãn, khi công kích bình cảnh lớn hợp thể, cơ bản không thể dùng tới nó nữa, chỉ một đợt sấm sét lại có thể khiến nó tan thành mây khói. So sánh ra, địa tiên linh cảnh có thể không ngừng tăng lên. Chờ đến giai đoạn phản hư viên mãn, tất nhiên sẽ là lực lượng chính chống lại lôi kiếp. ầm um, ầm um, ầm, um. tất cả mây đen trên bầu trời đều đang bay dồn ép lại, hóa thành phạm vi 10 mẫu. Điều này dường như đang nâng cao uy năng, có thể thấy được một đợt sấm sét cuối cùng tất nhiên không thể coi thường được. Lúc này, phương tịch lại làm ra một hành động không thể tưởng tượng nổi. Hắn chủ động rút đi hỗn nguyên thiên la tán, cũng thu lại địa tiên linh vực. Thiên yêu chân thân của ta đã đói khát khó nhịn từ lâu rồi. Phương Tịch cười giữ tận một tiếng. Thông qua quan sát thời gian dài, hắn cảm thấy thiên yêu chân thân của mình chịu được loại sấm sét này. Hơn nữa, hắn còn có vạn cổ trường thanh thể bảo đảm. Cho dù hắn bị thương nặng, chỉ cần còn lại một hơi thở, hắn đều có thể nhanh chóng hồi phục. Lúc này, hắn tất nhiên không cần sợ hãi, thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Trong nháy mắt, cơ bắp trên người hắn phồng lên, phát ra ánh sáng rực rỡ như ngọc. Cùng lúc đó, một bộ giáp bốn màu hiện ra ở trên người hắn, thoạt nhìn vô cùng hợp với thiên yêu chân thân. Bí thuật vạn yêu giáp Thiên yêu chân thân vốn chính là bản thăng cấp của bí thuật vạn yêu giáp, lúc này hai bên kết hợp vẫn có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Chim chip Theo phượng hoàng ngân dài, kỳ lân giận dữ gầm thét lên. Bốn ảo ảnh chân linh hiện ra và hóa thành màn ánh sáng bốn màu bao phủ bầu trời. Đợt thiên kiếp thứ 9 còn chưa hạ xuống, đã lập tức bị suy yếu bí thuật vạn yêu giáp cũng là phương pháp kỳ diệu để độ kiếp phương tịch vẫn luôn coi trọng cái mạng nhỏ của mình hắn vẫn luôn cố gắng thu thập và tu luyện bí thuật về phương diện độ kiếp ầm ầm sấm sét chấn động lôi kiếp màu vàng đánh phá bốn ảo ảnh chân linh chỉ có điều hình thể của nó cũng thu lại gần nữa tiếp theo đánh xuống đầu a à. phương tịch khép năm ngón tay lại nổi giận gầm lên một tiếng và vung quyền đánh về phía không trung Ầm. Um. Sấm sét tiếp xúc với nắm đấm của hắn, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm tê rần, tiếp theo có một lực lớn khủng khiếp lại đập hắn ngã xuống đất. Lôi kiếp qua đi, mây đen tản đi, có từng trận mưa rào đổ xuống. Vèo. Một bóng người nhảy ra khỏi cái hố lớn, ngoại trừ bộ giáp và trang phục trên thân rách nát, hiện ra làn da trơn bóng ra, không ngờ hắn không bị tổn thương gì. Sấm sét tinh khí. Phương Tịch mở miệng và hít sâu một hơi hắn hít sâu thành gió giống như hóa thành một mắt bão quét sạch mưa suốt tiếp theo hài lòng ở một cái bây giờ ta đã tu luyện thiên yêu chân thân nay tới tiểu thành chẳng qua sức lực tinh thần và khí phách lại có thể có thể tương đương với tu sĩ phản hư hậu kỳ cũng chẳng biết tới bao giờ mới có thể thật sự đạt tới đại thành khiến thể phách có thể tương đương với yêu thú hợp thể kỳ phương tịch thì thào một tiếng trong đầu hắn vừa nghĩ một tầng một linh lực hiện ra hóa thành trang phục màu xanh che toàn thân Lúc này, hắn mới nhìn ra xung quanh. Tiểu Huyền Quy bay tới, nói cộc lốc. "Chủ nhân, rùa nhỏ giết rất nhiều, rất nhiều." "Hả?" Thần thức của Phương Tịch đảo qua, không biết nên khóc hay cười. Hóa ra ở xung quanh đầm lầy có không ít yêu thú cấp thấp, thậm chí là cá bình thường đã bị Tiểu Huyền Quy giết chết. Có thể nhìn ra được nó đang rất nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, chẳng qua quá cứng nhắc thôi. "Ừ, ngươi làm không tệ." sau khi về, ta sẽ thưởng cho ngươi đang dược cấp 6. Phương tịch xoa tiểu đầu huyền quy, miễn cười nói. Tốt tốt. Tiểu huyền quy lập tức hưng phấn như muốn nhảy dựng lên, rất giống một đứa bé. Thuộc luyện đan của phương tịch bây giờ cũng coi như đạt tiêu chuẩn cấp 6. Trải qua 500 năm không ngừng nghiên cứu, hắn lục lọi ra một đan phương khí huyết đang thích hợp cho luyện thể sĩ cấp phản hư thậm chí là yêu thú bổ sung khí huyết. Thiên yêu chân thân của hắn có thể nhập môn nhanh chóng, cũng có một phần quan hệ với việc thường dùng đan dược luyện thể cấp 6 này. Tiểu huyền quy cũng rất thích ăn, coi chân huyết đan như kẹo viên bản tiến hóa. Thế nhưng đan dược cấp 6 vô cùng quý giá, cho dù là phương tịch cũng không thể thường dùng. Về phần tiểu huyền quy cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ăn đồ còn sót lại của hắn. Mỗi lần nó nhận được một viên đều vui như ăn tết. Phương tịch thi triển quy tức bí thuật vẫn duy trì tu vi ở phản hư sơ kỳ, khiêm tốn trở về yêu nguyệt tiên thành tu vi đột phá, tâm trạng của hắn cực tốt. Hắn lập tức gọi vũ nữ do vương gia bồi dưỡng tới, trắng trợn ăn mừng mấy tháng. Yêu Nguyệt Thương Hội là thương hội có bối cảnh yêu Nguyệt Tiên Thành, chính là thương hộ lớn số một gần đây. Thậm chí bọn họ kinh doanh trong mấy vực gần đây, thủ đoạn thông thiên, mạng lưới quan hệ khổng lồ. Ngày này, một lão già tóc trắng chấp hai tay sau lưng, đi tới trước cửa yêu Nguyệt Thương Hội. dáng vẻ hắn cao lớn, trên mặt còn có một vết sẹo, hoặc nhìn có vẻ hung ác. Hai vị tu sĩ kết đang đứng gác cửa nhìn thấy người này lại biến sắc, lần lượt lộ vẻ lấy lòng. Phù lão tới rồi à? Phù lão, vẫn mời ngài đi tới phòng khách quý. Đại trưởng sự đã sớm căng dặn, nếu ngài tới nhất định phải lập tức thông báo với hắn. Đi trước dẫn đường đi. Phương tịch chấp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Phù lão tất nhiên là một thân phận giả để hắn tiêu thụ tan vật có thiên ma bí thuật biến hóa và quy tức thuật che giấu, cho dù là tu sĩ hợp thể sơ kỳ cũng chưa chắc có thể nhìn ra sơ hở gì. Hơn nữa, trong yêu nguyệt tiên thành cũng chỉ có một đám phản hư. Cả tinh thần vực không chừng chỉ có có một vị lão tổ hợp thể ở tinh thần tông, đâu có dễ gặp như vậy. Phương tịch vẫn khá yên tâm khi tiêu thụ tan vật ở trong yêu nguyệt tiên thành. Hắn còn có vài địa điểm tương tự, tất cả đều là thế lực khá mạnh mẽ trong phản hư, phân bố trong 99 vực của nhân tộc. Bởi vì hắn lộ ra tài phú và kỹ nghệ quá mức mê người, không phải không có người muốn đen ăn đen. Nhưng chỉ cần là tu sĩ phản hư, vậy chính là tới đưa tiên ngọc, phương tịch tất nhiên đều lần lượt vui lòng nhận lấy. Phòng khách quý yêu nguyệt thương hội nằm ở trong đám mây, xung quanh đều là mây trắng, lại có bàn bằng ngọc. Sau khi ngồi lên, sẽ có một lực lượng ôn hòa nâng toàn thân lên, khiến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái lại thư thái, thậm chí có cảm giác sướng như tiên. Phù lão, đã lâu không gặp. Không lâu sau, một tia sáng bay tới, trong đó hiện ra một vị tu sĩ phản hư trung kỳ. Hắn có dáng người trung bình, gương mặt tròn trịa, còn chưa nói đã cười. Đây chính là đại trưởng sự của Yêu Nguyệt Thương hội. Ôi, nhìn thấy Phù lão, trong lòng lão phu vừa mừng rỡ lại lo lắng bất an đấy. Ồ. Vì sao chứ? Phương Tịch chậm rãi nhấp một hớp tiên trà, cười hỏi. Mừng rỡ dĩ nhiên là phù lão ra mặt, tất nhiên sẽ có thứ tốt. Lo lắng bất an là tiên ngọc dự trữ trong thương hội lại sắp hết sạch rồi. Đại trưởng sự nhăn mặt nhíu mày nói. Tiên ngọc là tài nguyên chiến lược đối với bất kỳ thế lực phản hư nào trở lên, bởi vì nó không thể lại sinh ra, còn có trợ lực rất lớn đối với việc tu luyện và luyện bảo của các tu sĩ từ phản hư trở lên. Tuy tu vi cung cấp không bằng loại linh đang tăng thêm pháp lực cấp 6 chân chính, đồng thời lãng phí quá nhiều nhưng chỉ phải chịu bỏ ra đồng thời có đủ tiên ngọc tu vi của tu sĩ phản hư cũng có thể đột nhiên tăng mạnh thậm chí đối với phương tịch tiên ngọc cũng là một loại tài nguyên quý giá bởi vì hắn cũng có thể lấy sử dụng tiên ngọc kích phát và luyện hóa giúp địa tiên linh cảnh trưởng thành đương nhiên hắn chỉ thử một lần rồi thôi dù sao hắn có thọ nguyên dài tốc độ địa tiên linh cảnh tự trưởng thành đã vượt qua rất nhiều tu sĩ phản hư tu luyện hắn không cần tiêu hao như vậy. Bây giờ, sau khi hắn đột phá phản hư trung kỳ, địa tiên linh cảnh lại mở rộng, số lượng vạn một mẫu khí có thể sinh ra mỗi ngày cũng tăng lên. Dựa theo phương tịch phán đoán, đại khái chỉ cần 2-3 ngàn năm là có thể đạt tới mức 5.000 mẫu của phản hư hậu kỳ. Miệng lưỡi trơn tru. Phương tịch cười mắng một câu. Lần nào lão phu kinh doanh mà các ngươi không có lợi nhuận chứ. Tiên Ngọc thiếu thốn chỉ là tạm thời các ngươi tùy ý vận chuyển đến vực ngoài bán, không phải sẽ kiếm về sao. Đúng đúng, còn phải cảm ơn phù lão đã nể diện. Đại trưởng sự vẫn đối xử không tệ với thần tài, hoàn toàn không có phong độ của Diêm La mặt lạnh trong yêu nguyệt thương hội. Mà thôi, đây là hàng lần này. Phương Tịch đang nghe truyện trên TV audio CV vất tay áo bào một cái, ba tiểu hư không na di phù lập lòe ánh sáng màu bạc lại hiện ra trên bàn. Ngoài ra còn có một bình ngọc, đang dược trong đó hóa thành ảo ảnh một con hoang thú đang ngửa mặt lên trời giận dữ gầm thét. Tiểu hư không na di phù và Lục Bảo huyết đan. Ánh mắt đại trưởng sự lập tức sáng lên. Hai vật phẩm này có sức hút rất lớn đối với tu sĩ phản hư. Cùng lúc đó, hắn càng thêm ngưỡng mộ phù lão. Trong phản hư, người có thể trở thành phù sư cấp 6 đã xuất sắc lắm rồi, nếu vẫn là đan sư cấp 6. Vậy đơn giản là thiên tài trong phản hư. Đương nhiên cũng có thể là do phía sau phù lão này còn có một thế lực lớn, trong đó cung cấp nuôi dưỡng một vị đan sư cấp 6 khác. Bất kể thế nào, điều này đều đại biểu cho phù lão tuyệt đối không dễ chọc. Trên thực tế, biểu hiện của yêu nguyệt thương hội trong vài lần giao dịch lúc trước không tệ, không dở trò gì. Đây là một trong những nguyên nhân phương tịch lựa chọn tiếp tục giao dịch với đối phương. Vẫn quy củ cũ, lấy tiên ngọc để tính giá à. Đại trưởng sự tính toán số tiên ngọc cần thiết, lập tức đau lòng. Phù lão, dạo này bản thương hội vừa thu mua được một số linh hoa dị thảo quý hiếm, ngài có muốn xem không? Ừ, ngươi lấy tới đây cho ta xem thử. Phương tịch bình chân như vậy nhận lấy ngọc giảng trong tay đại trưởng sự, tiếp theo chỉ thêm mấy thứ. Là những thứ này có thể từ 10 viên tiên ngọc. Nụ cười trên mặt đại trưởng sự không thay đổi. Bản thương hội đã trả giá đắt mới khai thác được túy tiên thảo này từ trong di tích tiên phủ, tổng cộng giá trị ít nhất 20 tiên ngọc. Sau một lúc cò kè mặt cả, phương tịch cuối cùng thỏa thuận được với đại trưởng sự, hoàn thành khoản giao dịch này. Hắn bỏ túi tiên thảo và tiên ngọc vào vào túi trữ vật, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán. Tài nguyên kiếm được trong 500 năm này chủ yếu đều ném vào trong việc luyện thể và nuôi nấng yêu ma thụ, thái tuế. Bây giờ luyện thể tiểu thành, phản hư trung kỳ. Theo lệ thường ta ít nhất có thể đánh được phản hư hậu kỳ thậm chí viên mãn. Tuy nhiên điều này không có ý nghĩa gì mấy. Bản tôn thật sự muốn giết người, phản hư viên mãn cũng chỉ cần một chiêu mà thôi. Số tiên ngọc tích trữ được đã vượt quá 5.000 viên. Có lẽ đã tới lúc để cho địa tiên linh cảnh trưởng thành với quy mô nhanh hơn. Hai ba ngàn năm tu luyện tới phản hư hậu kỳ, đây chỉ là phương tịch dự đoán theo tốc độ trưởng thành tự nhiên của địa tiên linh cảnh. Quá trình này đương nhiên có thể nhanh hơn. Giống như nhiều tu sĩ phản hư, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, 10.000 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới khi pháp lực viên mãn, đột phá bình cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Lúc này lại cần cắn thuốc, hoặc luyện hóa tiên khí trong tiên ngọc. Dựa theo phương tịch tính toán, nếu một vị tu sĩ phản hư sơ kỳ vẫn lợi dụng tiên ngọc để tu luyện, tốc độ tu vi kia đột nhiên tăng mạnh tất nhiên vượt xa mình. Thậm chí có khả năng tu luyện tới phản hư viên mãn trước 5.000 tuổi, khả năng thăng cấp hợp thể sẽ tăng lên rất nhiều đương nhiên như vậy số tiên ngọc tiêu hao sẽ là một con số trên trời cho dù là tu sĩ hợp thể thậm chí đệ tử đại thừa cũng chưa chắc có thể xa xỉ như vậy thật sự có nhiều tiên ngọc như vậy chắc chắn sẽ đổi thành các loại linh vật thiên địa chế luyện thành đan dược để dùng lực lượng của đan dược càng ôn hòa hơn tu sĩ hấp thu sẽ có hiệu suất lợi dụng càng cao hơn tu sĩ phản hư luyện hóa tiên ngọc cuối cùng vẫn lãng phí không ít tu sĩ cao cấp khó có thể chịu được sự hao tổn như vậy chẳng qua ta có địa tiên linh cảnh tiên ngọc đều sẽ bị hấp thu trăm phần trăm không đến mức lãng phí nếu như có thể dùng tiên ngọc tu luyện thoải mái lấy tiến độ tu luyện của ta bây giờ đại khái mấy trăm năm lại có thể đột phá phản hư hậu kỳ trong nghìn năm sẽ đạt tới phản hư viên mãn có nắm chắc đột phá tới hợp thể đáng tiếc đây là chuyện không thể nào xảy ra cho dù phương tịch giả mạo rất nhiều thân phận giao dịch tài nguyên ở trong cương vực nhân tộc. Nhưng dù sao hắn cũng là tu vi phản hư, bởi vì hắn không muốn kinh động tới thế lực hợp thể, số lượng giao dịch trong mỗi lần đều có giới hạn. Hắn muốn tùy ý sử dụng tiên ngọc tu luyện, cơ bản là không thể làm được. Nhưng hắn thỉnh thoảng sử dụng mấy viên để tăng nhanh tốc độ, cũng có thể rút ngắn rất nhiều thời gian địa tiên linh cảnh trưởng thành. Chẳng qua ta không cần sốt ruột. Bây giờ ta bấm tay tính toán mới có 2.000 tuổi thọ nguyên của ta lại vượt qua sáu chục nghìn năm sợ rằng ta chẳng làm gì trong năm nghìn năm vẫn có hy vọng công kích hợp thể con người trường thọ không cần để ý tới chút thời gian này tất cả lấy ổn thỏa là chính phương tịch âm thầm quyết định sau khi hoàn thành khoản giao dịch này hắn sẽ đi tới nhân gian giới chờ đợi ở đó mới thật sự là sân nhà của hắn an toàn lại ổn định phù lão lúc này Đại trưởng sự dường như cuối cùng đã có quyết định, dò hỏi. Ngài có từng đi qua Tam giới Sơn chưa? Tam giới Sơn, chẳng lẽ hai tộc yêu ma lại có biến cố gì? Phương Tịch Thoáng ngây người. Bây giờ, thân ngoại hóa thân của hắn ở Thiên Phạm vực khai hoang, thật ra không rõ lắm về tình hình chiến trường mới nhất của ba tộc. Đấy vậy. Bây giờ thượng tầng nhân tộc đều đang truyền nhau Sở dĩ ma tộc và yêu tộc đình chiến chỉ vì đang dùng toàn lực bồi dưỡng một vị ma vương và đại thánh yêu tộc nào đó, cố gắng đột phá tới cảnh giới ma tổ và chân linh. Đại trưởng sự thở dài. Ma tổ và chân linh lại tương đương với đại thừa kỳ của nhân tộc. Tin tức này của ngươi hơi chậm rồi, ta đã sớm biết chuyện này từ lâu. Trong lòng phương tịch oán thầm, trên mặt vẫn ra vẻ chăm chú lắng nghe. Có lẽ trong cao tầng nhân tộc ta cũng có người đang bí mật thăng cấp đại thừa kỳ. Ôi, chỉ hy vọng sau này nhân tộc độc bá, hoặc ba tộc duy trì thế cân bằng, bằng không cuộc đại chiến lại phát sinh, sinh linh đồ tháng đấy. Đại trưởng sự buồn bã nói. Ba tộc đại chiến. Vẻ mặt phương tịch cũng trở nên nghiêm túc, chiến sự trước đây chỉ có thể gọi là ma sát quy mô nhỏ. Nếu ba tộc thật sự đại chiến, tình hình sẽ tàn khốc gấp 10 lần, gấp trăm lần. Trong lịch sử, tuyến phòng ngự tam giới sơn bị đột phá, Yêu tộc hoặc ma tộc tiến vào cương vực nhân tộc, không phải không có tình hình mấy vực mười mấy vực rơi vào tay giặc. Đương nhiên, nhân tộc cũng từng tiến vào cương vực của hai tộc yêu ma, chỉ là sau đó đã đẩy về. Ở Tam Giới Sơn, ba phương duy trì thế cân bằng, qua lại rằng con mới là tình hình chính của chiến tranh. Ôi. Sống lâu chỉ có điểm này là không tốt, ta nhất định có thể chờ được cuộc đại chiến ba tộc này. Thậm chí có lẽ ta còn có thể trải qua nhiều lần, thậm chí vô số lần. Phương tịch chớp chớp mắt. Bây giờ, tình hình cuộc chiến của ba tộc đang ổn định, Tam Giới Sơn cũng không nguy hiểm như trước. Bản thương hội cũng có phân hiệu ở Tam Giới Sơn. Trước đây, chúng ta thu mua được một phần tin tức. Gương mặt đại trưởng sự đang buồn trở lại trở nên vui vẻ, cười ha hả nói. Ở nơi bí ẩn nào đó trong Tam Giới Sơn có Long Huyết Phượng Tủy Hoa sinh trưởng. Long Huyết Phượng Tủy Hoa. Phương tịch cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ đó chính là thánh dược luyện thể trong truyền thuyết chỉ có nơi tinh huyết hợp thể của long tộc và hợp thể của thiên phượng rơi thậm chí chôn xương mới có khả năng sinh ra loại linh dược kỳ lạ đó hắn thật ra biết càng nhiều hơn bởi vì long huyết phượng tủy hoa này là vật không thể thiếu để tu luyện thiên yêu chân thân đại thành thế nhưng cho dù là ở trong yêu tộc nó cũng vô cùng quý hiếm phương tịch không thể tìm được hắn tính chờ sau này rảnh rỗi sẽ phái ngoại đạo hóa thân vào cương vực của yêu tộc đi dạo một vòng. Tin tức như vậy, vì sao yêu nguyệt thương hội lại nói cho bản tọa biết? Phương tịch nhíu mày, dĩ nhiên chúng ta muốn hợp tác. Đại trưởng sự nói, nhưng lúc bây giờ đại chiến của ba tộc được dẹp loạn, chiến trường không nguy hiểm nữa, chúng ta có thể đi vào thu thập linh dược. đến lúc đó, còn cần tiểu hư không na di phù của phù lão giúp đỡ. đồng thời Long huyết vượng tủy hoa kia sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí ẩn lại quỷ dị, không ngờ ở trong mảnh vỡ của một chỗ hư không chảy loạn tàn phá. Nếu không có đủ trình độ hư không, chỉ sợ khó có thể định vị. Chẳng qua với trình độ phù lão có thể chế luyện tiểu ra hư không na di phù, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mảnh vỡ của hư không chảy loạn. Vậy thì thật sự rất nguy hiểm. Phương tịch tất nhiên hiểu được sự nguy hiểm trong thái hư, chẳng qua cũng chỉ có vị trí kỳ lạ như thế mới có khả năng che giấu rất nhiều tu sĩ từng ở trên chiến trường vị đệ tử thương hội kia chỉ từng liếc mắt nhìn thấy linh dược này trong một lần hư không nghiền nát chỉ cần phù lão bằng lòng ra tay sau khi chuyện thành công chúng ta chia đều linh dược đại trưởng sự cuối người hành lễ có thể nói là hoàn toàn có thành ý phương tịch là khách khanh của yêu nguyệt tiên thành thật ra hắn hiểu rõ những tu sĩ phản hư đó như lòng bàn tay Hắn biết thật sự không có người nào có trình độ cao hơn hắn ở trên phương diện pháp tắc hư không. Linh dược chia đều, ha ha. Hắn bỗng nhiên cười. Theo lão phu biết, trong yêu nguyệt tiên thành chắc hẳn có một vị khôi lỗi sư cấp 6 đỉnh cấp. Lời này vừa nói ra, đại trưởng sự không khỏi biến sắc. Phù lão đúng là có tai mắt linh thông. Ta tất nhiên cần phải nghe ngóng về đối tượng giao dịch rồi. Phương tịch khẽ miễn cười nói, trong hư không chảy loạn, rất nhiều dược tài quý hiếm còn có thể bị tiêu diệt thành bột vụn. Nếu có thể hình thành đảo ở trong khe nước hư không, thậm chí còn có thể mọc ra linh dược như long huyết phượng tủy hoa, chỉ sợ rất có thể chính là hài cốt thiên phượng và giao long hợp thể cấp 7 ngưng tụ hình thành. Đổi lại thành mặt đất thậm chí bảo vật bình thường, chỉ sợ đã sớm bị hư không chảy loạn và gió bão xé rách thành vô số mảnh vỡ. Duy nhất chỉ có thể phách thiên phượng cấp 7 và thần thông hư không mới có khả năng còn sót lại. Bởi vậy, quý thương hội chỉ chia lão phu một nửa linh dược lại có khả năng rất lớn thu được một đôi hài cốt của Thiên Phượng và Giao Long cấp 7, thậm chí một phần tinh huyết. Có lẽ còn có thể giao hai vật liệu này cho vị đại tông sư khôi lỗi kia chế luyện ra khôi lỗi chuẩn cấp 7, đúng là kiếm lời lớn. Phương Tịch cười ha hả, chẳng qua đây cũng là chuyện bình thường. Cho dù hợp tác, người bình thường chắc chắn cũng phải chiếm lợi ít nhiều hơn. Phần còn lại, chẳng qua là tiếp tục đàm phán tranh cãi mà thôi. Khi phù lão cảm thấy thế nào? Đại trưởng sự không khỏi cảm thấy chuyện hơi phiền phức. Ai có thể ngờ được phù lão này không chỉ hiểu rõ về thủ đoạn che giấu của yêu nguyệt tiên thành, thế mà còn có thể đoán ra hơn nửa chân tướng. Bản tọa muốn tất cả long huyết phượng tủy hoa kia. Ngoài ra, nếu có tinh huyết của thiên phượng và giao long cũng phải chia cho lão phu vài giọt. Phương tịch cười hắc hắc nói. Các ngươi đã bắt đầu tìm người bên ngoài tới giúp, Chứng tỏ các ngươi đã thử qua các loại pháp bảo và bí thuật hư không? Chỉ sợ chỗ đó thực sự rất khó tìm kiếm, nhất định phải nhờ lão phu ra tay. Muốn tìm định vị của đảo hoang trong hư không chảy loạn, lại yêu cầu rất cao về trình độ hư không. Phương Tịch đoán chắc, ít nhất phải là thiên phượng cấp hợp thể mới có thể làm vậy. Thật ra hắn vẫn khá tham, đòi một hài cốt cấp 7 trước lại chậm rãi chờ đối phương chém giá. Nhưng đến mức này, thật ra hai bên đều đã lật bài. Phương Tịch cũng đưa ra cái giá thật. Chuyện này, đại trưởng sự nhanh chóng suy nghĩ. Bản tọa thật ra có thể đáp ứng, chỉ là chúng ta phải ký kết tiên linh văn thư để bảo đảm không tiết lộ cơ mật ra ngoài. Có thể, nhưng trong khế ước phải cộng thêm một điều, đạo hữu không được tìm người ngoài khác tới giúp. Phương Tịch khẽ mỉm cười nói. Nếu chỉ là những lực chiến đấu phản hư trong yêu nguyệt tiên thành, hắn hoàn toàn nắm chắc có thể hoàn toàn tiêu diệt, cho dù hợp tác cũng không quá nguy hiểm thậm chí cho dù là khế ước tiên linh văn thư, dựa vào chư thiên bảo giám cùng thực lực của mình bây giờ, cho dù vi phạm cũng chưa chắc có thể bị cắn trả bao nhiêu. Một lát sau, phương tịch đi ra khỏi yêu nguyệt thương hội, động quan lóe lên và ra khỏi tiên thành. Long huyết phượng tủy hoa Tinh huyết của Long phượng Nếu có cơ hội, ta tất nhiên phải ra tay rồi. Nhưng dựa vào sự mê hoặc như vậy đã muốn bản tôn ta mạo hiểm thì đúng là vọng tưởng ánh sáng màu bạc lóe lên hắn đã trực tiếp trở về nhân gian giới phương tịch hiểu rất rõ đến lúc đó hắn sẽ bảo ngoại đạo hóa thân ra tay là được rồi dù sao ngoại đạo hóa thân cũng tin thông thiên ma biến hóa thuật tương đương với mình căn bản sẽ không trái với khế ước của tiên linh văn thư nhân gian giới từ sau khi thủy lão tổ phi thăng tu sĩ hóa thần trên bồng lai tiên đảo bắt đầu tiến hành chiến lược co lại từ bỏ việc kinh doanh bắc nguyên và tây mạc chỉ đặc lực chú ý ở Đông Hải cùng với sát biên giới Đông Hải. Tuy trung thổ bây giờ đã hồi phục, nhưng tu tiên giới còn không tính là mạnh mẽ, thống trị vẫn như núi Thái Sơn. Ngược lại, sau khi thế lực Bồng Lai Tiên Đảo rời khỏi, Tây Mạc và Bắc Nguyên lập tức sinh ra một bạo động mới. Trong tu tiên giới, chuyện tranh đoạt cơ duyên, giáp chốc lẫn nhau chỉ là chuyện bình thường. Cho dù năm đó khi Thủy Linh Tâm gần như thống nhất nhân gian giới, cũng không thể hoàn toàn cấm được tình hình như thế. Ở thành Thiên Phạm trong địa tiên giới, có ánh sáng màu bạc lóe lên, bóng dáng ngoại đạo hóa thân hiện ra, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Bản thể thăng cấp phản hư trung kỳ, ta cũng có thể bắt đầu tu luyện rồi. Hắn suy nghĩ lại có chút tiếc nuối. Chỉ có điều tu luyện phản hư quá chậm, cũng quá khô khan. Lần này ta đi tới chiến trường của ba tộc, không bằng bắt mấy hóa thần của ma tộc về tu luyện tha hóa tự tại thiên tử thống ngự vạn linh chân ma công hóa những tồn tại đó chính là thuốc đại bổ còn tốt hơn linh đan gì đó đương nhiên nếu như có thể bắt được một con phản hư của ma tộc tu luyện tha hóa tự tại ma công vậy sẽ có thể một bước đạt được mục đích thăng cấp phản hư trung kỳ cũng không có vấn đề gì chỉ có lúc phản hư hậu kỳ còn cần đột phá bình cảnh chỉ có điều loại chuyện như vậy quá càng quấy không chừng vượt quá tu vi của bản tôn bởi vậy phương tịch luôn rất cẩn thận trong phương diện này bây giờ trong thiên phạm vực không có chuyện gì vân hy tiên tử đột phá phản hư liễu nhứ và thủy linh tâm đều đang ở chỗ âm mạch kia chuẩn bị bố trí linh trận khai tông lập phái đối với khu khai hoang loại chuyện như vậy rất thường thấy chỉ cần có thể đứng vững tiếp theo sống sót trong hoang thú và tai họa lại có thể truyền thừa tiếp phương tịch tin tưởng có vân hy tiên tử ở đó chuyện đó sẽ không phải là vấn đề lớn bày đại trận trấn tông nếu như tới tìm ta ta có thể giảm giá. Đây cũng là một công trình lớn đấy. Bây giờ ba tộc không nổi lên chiến sự, đi tới chiến trường ba tộc sẽ không quá nguy hiểm, có thể đi qua. Hắn thì thào một tiếng và hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía truyền tống trận siêu cấp. Mấy năm sau, trong một chỗ phường thị chung của Tam Giới Sơn, Phương Tịch hóa thân thành phù lão, đi tới trước một cửa hàng. Cửa hàng này này có quy mô trung bình, nhưng trên chiêu bài có ấn ký một mặt trăng khuyết. Dựa theo lời đại trưởng sự nói, chính là chỗ này. Hắn đi vào trong đó, hai thị nữ cấp trúc cơ lập tức tới nghênh đón. Không biết khách nhân tới Tân Nguyệt Hàng ta muốn mua vật gì? Gọi trưởng quỷ của các ngươi ra đây. Phương Tịch hừ lạnh một tiếng, một tia khí tức pháp lực tràn ra. Hai thị nữ lùi lại mấy bước, gương mặt có phần trắng bệch. Bọn họ lùi về phía sau quầy hàng. Không lâu sau, một tu sĩ nguyên anh trung niên cầm quạt bước ra tiền bối không biết hạ bối có gì có thể cống hiến sức lực phương tịch tùy tiện ném qua một miếng phù lục đây là ám hiệu hắn và đại trưởng sự đã giao hẹn hóa ra là khách quý mời vào bên trong tu sĩ nguyên anh kia nhìn thấy phù lục đôi mắt nhất thời sáng lên hắn nói chuyện càng cung kính hơn trước ừ phương tịch đi theo tu sĩ nguyên anh này đi tới phía sau cửa hàng tu sĩ kia lại hành lễ đại trưởng sự có lệnh bảo chúng ta nhìn thấy tiền bối nhất định phải hầu hạ cẩn thận, phải khiến cho tiền bối thỏa mãn. Thôi, ta thích yên tĩnh. Bao giờ đại trưởng sự của các ngươi mới đến? Phương tịch thuận miệng hỏi một câu. Đại trưởng sự đang giao tiếp ở kiếm vực, tối đa trong vòng 3 tháng nhất định sẽ đến đây. Trưởng quỷ vội vàng trả lời. Rất tốt, có thu xếp cho ta một chỗ ở không? Ta sẽ chờ bọn họ 3 tháng. Phương tịch gật đầu trong cửa hàng ta có động phủ tốt nhất. Nếu khách quý không chê đơn sơ, vẫn mong có thể tạm thời ở lại. Chưởng quỷ vội vàng không lưng. Hai tháng sau, ở trong động phủ Tân Nguyệt Hằng, Phương Tịch đang rót một chén rượu, tự rót tự uống, bỗng nhiên khẽ nhướng mày. Bên ngoài có ánh sáng lóe lên, ba vị tu sĩ phản hư đi vào. Một người trong đó chính là đại trưởng sự của Tân Nguyệt Thương Hội, họ Chu. Một người khác là người hắn cũng hết sức quen thuộc, Quảng Thiên Kiếm. Chỉ là lúc này, hắn không đeo trường kiếm sau lưng, cũng không biết thanh phi kiếm kia rốt cuộc có được đúc lại không. Một vị tu sĩ phản hư cuối cùng có khí tức thâm sâu khó lường, mơ hồ đạt tới cảnh giới phản hư hậu kỳ, khiến phương tịch không khỏi liếc nhìn thêm. Cho dù ở trong tinh thần tông, người có tu vi như thế đều được tính là quyền cao chức trọng, dưới một người mà trên 10.000 người. Phù lão quả thật là người đáng tin. Ta tới giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Quảng Thiên Kiếm Quảng Đạo Hữu chu đại trưởng sự tươi cười lại nhìn về phía vị tu sĩ phản hư hậu kỳ kia người này mặc áo bào màu xám dáng vẻ xấu xí sau lưng lại đeo một giỏ trúc cực lớn phương tịch không chờ chu đại trưởng sự giới thiệu đã cười nói bản tọa nghe nói trong yêu nguyệt tiên thành có một vị khôi lỗi đại sư thượng phẩm cấp 6 tên là đông thu tử chắc hẳn chính là đạo hữu chính là bản tọa đông thu tử cố nặng ra một nụ cười gượng gạo có thể nhìn ra được hắn nhất định chỉ say mê khôi lỗi, cực ít giao tiếp. Cho dù chỉ hàng huyên với người ngoài như phương tịch vài câu, cũng có vẻ không tự nhiên. Có lẽ chỉ có thiên tài chìm đắm ở trong thế giới của mình như vậy mới có khả năng tu luyện khôi lỗi thuật tới cấp 6 thượng phẩm, thậm chí là tiêu chuẩn cấp 7. Phương tịch thật ra có hứng thú với đông thu tử đại sư này, thế nhưng trường hợp bây giờ không đúng lắm. Xem ra phù lão đã suy nghĩ kỹ, muốn cùng hành động với chúng ta chu đại trưởng sự cười hiếp mắt nói đến lúc đó long huyết phượng tủy hoa kia nhất định sẽ là của đạo hữu chỉ là phương diện tinh huyết trước mắt bản thương hội chỉ suy đoán quả thật khó nói chắc được có thể thu được tinh huyết của long phượng ở chỗ đó hay không phương tịch hiếp mắt lại nếu không bản tọa sẽ coi như không có chuyện này được đạo hữu cao thượng chu đại quản sự gật đầu chúng ta nghỉ ngơi ba ngày ba ngày sau lập tức xuất phát ba ngày sau một chiếc linh thuyền bay qua đại trận lái về phía chiến trường man hoang nào đó phương tịch chắp tay sau lưng chú ý thấy linh thuyền xuyên qua màn ánh sáng nhưng không khiến đại trận phản kích hắn không khỏi nhìn về phía chu đại quản sự chu đại quản sự mỉm cười thương hội chúng ta có phân hiệu ở tam giới sơn cũng có quan hệ không tệ với quan đóng quân ở bản địa lấy được phù ấn thân phận ra vào thì ra là thế như vậy đúng là có thể bớt được không ít việc. Phương Tịch khẽ gật đầu và cảm nhận hư không xung quanh, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Tam giới sơn làm chiến trường của ba tộc, ngoại trừ cứ điểm mọc lên như rừng, quan trọng hơn là trong hư không đầy các loại cấm chế không hoàn chỉnh và vết nứt hư không do thần thông lớn chém giết qua. Ở chỗ này, cho dù là thần niệm của tu sĩ phản hư cũng không có cách nào kéo dài ra quá xa. Nếu nhất thời không cẩn thận, có khả năng va chạm phải cạm bẫy hoặc cấm chế còn sót lại. Lại thêm thường có đội của hai tộc yêu ma mai phục, tuần tra. Có thể nói, ngoại trừ đại quân tập kết xuất phát, khắp nơi trên chiến trường này đều có nguy hiểm. Phương tịch không để ý, dù sao hắn chạy trốn rất nhanh. Lúc này, hắn có hứng thú thưởng thức phong cảnh của chiến trường xong, lại đi tới trước mặt đông thu tử đang loay hoay với cánh tay của một khôi lỗi. Đông thu tử ngồi xếp bằng, trước mặt còn đặt một cái bàn án, phía trên là một bàn cờ rất nhiều quân cờ hình người yêu ma khác nhau được tập trung ở trên đó một bàn cờ này của đạo hữu này hình như dung hợp trận pháp và khôi lỗi thuật phương tịch quan sát một lúc mới mở miệng nói ồ ngươi không ngờ lại nhận được ảo diệu trên tam hùng kỳ này của lão phu xem ra ngươi hẳn có trình độ không nhỏ trên phương diện khôi lỗi và trận pháp đông thu tử ngẩng đầu có phần kinh ngạc nói Chu đại trưởng sự lại cười. Đông thu tử đại sư, vị phù lão này là phù sư cấp 6. Ở trong lòng hắn, phù lão am hiểu nhất là phù lục hoặc là luyện đan. Nếu Đông thu tử nói phương tịch có sở trường về phù lục và đan đạo, hắn không có gì lạ. Nhưng bây giờ đối phương tự nhiên cảm thấy đối phương có trình độ cao trên phương diện trận pháp và khôi lỗi, đây không phải là nói đùa sao? Trong tu tiên giới làm gì có người có tài năng toàn diện như vậy? Hiểu sơ hiểu sơ qua thôi. Phương tịch giả vờ cười khiêm tốn, cầm lấy một quan cờ hắc ưng. Khôi lỗi cấp 5, trận pháp rất linh. Những quân cờ đạo hữu chế đều là khôi lỗi tiêu chuẩn cấp 5, lúc đấu pháp được lấy trận linh trong bàn cờ thao túng, lấy thống nhất mấy chục còn, có thể bố trí một trận pháp, cho dù là tu sĩ phản hư cũng phải chạy trối chết. Rót linh cho khôi lỗi sẽ tiêu hao rất nhiều. Hắn nhìn ra được, trên bàn cờ này có mấy chục quân cờ khôi lỗi, phần lớn đều là tiêu chuẩn cấp 5. Chờ đến lúc cần chiến đấu, lại để bàn cờ tạm thời sinh ra một số trận linh phụ thuộc tiến vào trong đó thao túng. Tương đương với lấy một trận linh thống lĩnh mấy chục khôi lỗi, tiết kiệm không ít giá thành chế tạo. Đồng thời, rất nhiều khôi lỗi phối hợp thành bàn cờ, lại là một trận pháp lợi hại. Lại thêm người này có tu vi phản hư hậu kỳ, chỉ sợ cho dù chống lại tu sĩ phản hư viên mãn cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Không sai không sai thông qua trận bàn trận pháp tạm thời rót hư huyễn trận linh vào khôi lỗi đây chính là khôi lỗi bí thuật do lão phu mới tìm hiểu ra trong trăm năm gần đây ánh mắt đông thu tử lập tức sáng lên rõ ràng bị người ta nói đúng chỗ ngứa ngươi xem khôi lỗi của lão phu có khuyết điểm gì không phương tịch cũng không khách sáo chậm rãi nói với đông thu tử đại sư từ việc làm nhỏ lại khôi lỗi tới một số khôi lỗi đặc biệt ví dụ như chế tạo khôi lỗi máu thịt chu đại trưởng sự ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm phù lão này quả nhiên có thể thảo luận nghiên cứu cùng đại tông sư khôi lỗi về trình độ khôi lỗi chẳng lẽ người này có thể không gì không làm được phương tịch và đông thu tử luận đạo một lúc tuy không liên quan đến chân truyền khôi lỗi thuật cấp 6, nhưng cũng biết một số ảo diệu trong này không khỏi cảm thấy đáng giá đông thu tử đại sư này ngoại trừ khôi lỗi chiến tranh ra còn rất am hiểu chế tạo khôi lỗi máu thịt và khôi lỗi xương Chẳng trách Yêu Nguyệt Tiên Thành nhớ mãi không quên về nơi chôn cất Long Phượng cấp 7 còn chưa rõ ràng kia. Dựa theo phỏng đoán của hắn, vị Đông Thu Tử Đại sư này chắc chắn sẽ thành công chế luyện hai thi thể Long Phượng cấp 7 kia thành khôi lỗi. Nếu như có. Đến lúc đó, chỉ sợ Yêu Nguyệt Tiên Thành sẽ trở thành thế lực số một số 2 ở tinh thần vực chỉ dưới Tinh Thần Tông. Lão tổ Vương gia quả nhiên chỉ là một khách khanh, nhiệm vụ quan trọng như vậy, hắn thậm chí không nghe được chút tin tức nào. Phương Tịch không khỏi âm thầm kinh bỉ thân phận của bản Tôn. Thân phận lão tổ vương gia của bản Tôn đã được cắt giảm, không liên hệ nhiều với tu sĩ phi thăng, bởi vậy cho dù một ngày kia tu sĩ phi thăng Phương Tịch rơi xuống đại ngộ như phương tiên đạo chủ, cũng không liên quan gì tới lão tổ vương gia. Trong lúc linh thuyền không ngừng đi sâu vào chiến trường. Trong một động phủ, chân ma khí đen xì tản ra xung quanh. Hả? Một ma tộc đang ngồi xếp bằng, mọc ra bảy ngón tay, mặt giáp màu đen, tướng mạo dữ tận bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đồng tử của hắn có màu đỏ tươi. Lúc này, trong tay hắn có ánh sáng màu đen lóe lên. Hắn lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một quả cầu thủy tinh. Ở trong quả cầu thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy mấy điểm sáng đang di chuyển rất nhanh. Có bốn tu sĩ phản hư của nhân tộc. Nếu đều giết, chỉ sợ quân công của ta có thể mở ra thăng ma thí luyện ma tộc mắt đỏ đứng lên và bỗng nhiên gào thét một tiếng gào một con dao lông hai đầu hiện ra hạ xuống dưới chân của hắn hai cái đầu của con dao lông này một đen một trắng đều vô cùng dữ tợn từ trên thân nó tản ra từng luồng chân ma khí không ngờ nó là một con phản hư dao lông ma hóa biến dị ma tộc mắt đỏ đứng ở trên lưng con dao lông hai đầu con dao lông này lập tức rít gào một tiếng lắc đầu vẫy đuôi hóa thành một luồng ánh sáng màu đen nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Khi ma tộc này rời khỏi, trong hư không hình như truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Không ổn công ta bán ma châu này cho mặt huyền, đây đã là lần thứ ba rồi. Hư không lập lóe, một nữ ma tộc vô cùng xinh đẹp với đôi cánh phía sau lưng hiện ra, trên đầu còn mọc hai sừng nhỏ màu đỏ. Ha ha! Ma tộc ta mới nghiên phát ra ứng ma châu, tu sĩ nhân tộc không đề phòng, bị phát hiện ra tung tích cũng là chuyện bình thường. Theo đó, một giọng nói già dặn khác vang lên, một ma ảnh cao lớn khô đét hiện ra, chậm rãi nói. Tuy mặt huyền này có ma công kinh người, nhưng hành sự lỗ mãn. Làm người cùng tộc, chúng ta chắc hẳn phải chiếu cố lẫn nhau mới đúng. Tới lúc đó có thể chia chiến công. Ma ảnh cao lớn khô đét đi tới bên cạnh ma nữ mọc hai cánh trên lưng, cười nói. Với hư không của hư ma tộc, Ngươi có khả năng một mình bước đi trên địa tiên giới không kém gì thiên phượng tộc, lão phu lại mặt dày xin một cơ hội. Hừ. Thiếu nữ ma tộc mọc hai cánh trên lưng dùng hai tay bấm quyết, một quần sáng màu bạc lập lòe bao quanh nàng và bóng dáng ma tộc cao lớn làm khô, sau đó cả hai lập tức biến mất. Trên linh thuyền. Vù vù. Gió mạnh thổi tới đều bị một lồng khí ngăn cản. Phương tịch phát hiện ra ở trên thân thuyền còn khắc một tầng trận pháp, cố gắng giảm bớt sóng pháp lực của linh thuyền, đồng thời mang theo hiệu quả che giấu độn quan. Có thể nhìn ra được, ba tu sĩ phản hư yêu nguyệt tiên thành đều vô cùng cẩn thận. Ra khỏi pháo đài của nhân tộc, bên ngoài chính là ba tộc chiến trường. Tuy hiện này đang là thời kỳ đình chiến, nhưng bình thường đều có thám báo của các tộc tới lui tuần tra ở trên chiến trường, tiến hành thẩm thấu và ám sát. Chu đại trưởng sự đi tới bên cạnh phương tịch, lặng lẽ thở dài cũng may cấp hợp thể của yêu tộc và ma tộc sẽ không tùy tiện xuất hiện bằng không sẽ trực tiếp tiến vào thời kỳ ác chiến đối với ta điều này dường như là chuyện tốt đấy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha